chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 101, tân phòng quá dễ chịu, quá thoải mái, dựa theo kiều lộ đến nói, quả thực chính là tỉnh mộng 30 năm sau thời gian sạch sẽ gạch men sứ địa, có độc lập phòng tắm, có rộng rãi chỉnh tề phòng bếp, phòng ngủ so trước đó gian phòng lớn gấp đôi, giường trọn vẹn lớn hai lần, một nhà ba người ở phía trên lật qua lật lại, coi như đánh nhau, vị trí đều dư xài, lại nói lên, chuyển vào nhà mới về sau, từ Hải Châu lần thứ nhất cùng nhà mình nàng dâu tẩy tắm viên ương, nhìn không được, ở bên trong làm chuyện xấu, đương nhiên, chuyện xấu cũng chính là ăn một chút đậu hũ chuyện xấu thời gian mang thai trong vòng 3 tháng thai nhi phát dục không ổn định, hắn cũng không dám làm loạn, phòng ngủ khung giường cũng là từ Hải Châu mời thợ một chế tạo, nghe nói không chỉ 1m8, nhưng 2m không đến, cụ thể kích thước kiều lộ không có hỏi đến quá, thoải mái liền xong việc, lại có là kiều an nhi đồng phòng, mặc dù đã trùng tu xong, nhưng tiểu khả ái không muốn một người ngủ, nói chuyện muốn chính hắn đi phòng ngủ, liền khóc, liền rơi lệ hạt châu. Vĩ quốc ba ba đáng thương bộ dáng. Kiều lộ thời gian mang thai vốn là cảm xúc mẫn cảm, cũng không quá nguyện ý cùng nhi tử tách ra, nói tới nói lui cuối cùng cũng không có nhẫn tâm cường ngạnh để hài tử độc lập, cuối cùng đôi bên thương lượng, đều thối lui một bước, lựa chọn chờ trong bụng tiểu bảo bảo sau khi sinh, Kiều An lại độc lập chuyển vào nhi đồng phòng, tại trong lúc này trong vòng 10 tháng, hắn vẫn có thể cùng ba ba mụ mụ ngủ một cái giường, từ Hải Châu đối với cái này không có chút nào ý kiến, dù sao thời gian mang thai, hắn cũng không thể chơi chuyện xấu nhi tử cũng liền không giống trước kia đồng dạng vướng bận, vừa vạn nhân cơ hội này nhiều cùng Kiều An thân cận một chút đi, trừ trên sinh hoạt an nhàn, đi Bạch Vân Nhai công việc thông cần thời gian cũng so trước đó giảm bớt một nửa, trước kia cưỡi xe đạp một cái giờ đến, hiện tại cưỡi nửa giờ liền đến, từ Hải Châu nói muốn tích lũy tiền mua chiếc xe gắn máy, chân ga oanh một cái, 10 phút đồng hồ trực tiếp đạt đến Bạch Vân Nhai, 15 phút đến Kiều Ý nhà hiện tại kiếm tiền nuôi gia đình nhiệm vụ hoàn toàn gánh tại từ Hải Châu một người trên bờ vai, trên phương diện làm ăn sự tình kiều lộ ngẫu nhiên hỏi đến, nhiệm vụ chủ yếu là an tâm ở trong nhà dưỡng thai, nhàn rỗi thời điểm liền thiết kế một hai khoản y phục, làm một hai kiện dạng áo, lại giao cho Ngô Quế Phương, sau đó mất cả tháng đều là nhàn rỗi trạng thái, chuyển tốt nhà mới thời gian ổn định về sau. Từ Hải Châu gửi một phong thư cho Phương Bắc người nhà, nói cho bọn hắn kiều lộ mang thai tin tức tốt, cùng bọn hắn đổi cái lại lớn lại cao cấp phòng ở mới, lần này hồi âm rất nhanh, nửa tháng gửi đi qua, nửa tháng gửi trở về, giấy viết thư trọn vẹn viết hai tấm, trừ kinh ngạc từ Hải Châu thế mà tại Lê An mua một bộ hơn 90 bình phòng ở mới, nhiều nhất chính là thăm hỏi phụ nữ mang thai, căn dặn từ Hải Châu chiếu cố thật tốt kiều lộ, nói cho hắn các loại phụ nữ mang thai chú ý hạng mục, còn hỏi tiểu phu thê hai cái tại Lê An bận bịu không giải quyết được bận không qua nổi bọn hắn lão hai người có cần hay không quá đi giúp một chút. Từ Hải Châu sinh ý bận biểu chuyện này lão hai người là biết được, cho nên sẽ có chút lo lắng. Đối với cái này, từ Hải Châu lại về phong thư, nói cho phụ mẫu bên này hết thảy mạnh khỏe, nhân thủ cũng đủ, thực sự không được có thể để kiều lộ phụ mẫu tới chiếu cố, cách bọn họ nhà xe đạp cũng liền ba, bốn tiếng khoảng cách, ngay sau đó về sau nửa tháng, thu được đến từ từ Hải Bình Tinh. Trên thư nói, để đệ đệ cặp vợ chồng tết xuân đừng về phương bắc đệ muội mang hài tử không tiện chen xe lửa nếu như có thể mà nói dứt khoát hắn đem cha mẹ mang đến phương nam thuận tiện để bọn hắn cũng cảm thụ cảm giác phương nam tết xuân sau đó từ hải châu lại 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 về gửi một phong thư đơn giản một câu tùy thời hoan nghênh ca ca tẩu tẩu còn có cha mẹ đến lê an nghỉ lễ ta bên này có phòng trống lại không tốt còn có thể ở lại nhà khách tiền phòng ta ra cứ tới lại về sau liền không có thu được từ Hải Bình hồi âm, đại khái là không có nghi vấn, tiết kiệm một chút gửi thư tiền. U Thanh đường phố, đông vũ tí tách tí tách rơi vào cư xá gạch xanh trên đường nhỏ, trung tuần tháng giêng, trong một năm lạnh nhất thời điểm, hàng phong thấu xương thổi, đi ngang qua đầu gió có thể đem người lật tung, kiều lộ mới phòng bên trong, gió thổi không tìm, dầm mưa không đến, có lão công đau, có nhi tử ôm, tháng ngày thư thư thản thản, nhưng vẫn là có một chút phiền não, chuyển nhà mới về sau trừ lão công nhi tử, nàng ở đây gần như không có nhận biết người quen. Bây giờ không phải là ở trong nhà dưỡng thai không chuyện làm sao, kiều lộ nghĩ nghĩ, dứt khoát mua hai bản thực đơn học làm điểm tâm. Các loại kiểu Trung Quốc điểm tâm đổi lấy làm, muốn ăn cái gì liền học cái nào, làm nhiều liền mua chút giấy dầu túi, từng nhóm đóng gói đưa cho lầu trên lầu dưới hàng xóm, trong nửa tháng đưa không dưới năm lần, một tới hai đi, trực tiếp tại hàng xóm bên trong hỗn cái quen mặt, mỗi ngày ăn xong cơm tối, Tại Từ Hải Châu cùng đi, một nhà ba người xuống lầu đi tản bộ tiêu thực, Từ Hải Châu ngạc nhiên phát hiện, tại hắn liền người đều không nhìn rõ trạng thái, nhà mình lão bà đã có thể rất quen thuộc lạc cùng mỗi một cái hàng xóm chào hỏi. Cái gì lý Thái Thái, Vương tiên sinh, Chu Di, Tần Thúc. Bọn hắn thậm chí nhận biết Kiều An, cái này trâu bò xã giao năng lực, bên ngoài dựa vào Từ Hải Châu, ở bên trong dựa vào Kiều Lộ, nam hồ gia viên trong khu cư xá ở hàng xóm không phú thì quý cùng bọn hắn tạo mối quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, không phải sao, trên lầu hàng xóm chính là thường xuyên cùng thương nhân Hồng Kông hợp tác bán ngũ kim một cái đại hán xưởng trưởng, mặc dù cùng từ Hải Châu nhà làm trang phục nghiệp không hợp, nhưng người ta có nhân mạch A, à, quan hệ làm tốt, còn sợ không có cơ hội hợp tác sao, xưởng kim khí lão bản thái thái là một vị giáo sư trung học, dung mạo thanh lệ, ăn nói bất phàm. Ngay từ đầu bởi vì kiều lộ thường xuyên ném cho ăn điểm tâm ngọt mà rắn chắc, về sau cùng kiều lộ ngắn ngủi trò chuyện mấy lần trời, bị nàng phương thức nói chuyện cùng kiến thức hấp dẫn. hiện tại nàng thành kiều lộ tại mới trong khu cư xá giao cái thứ nhất bạn tốt, cũng là kiều lộ nhà khách quen. mỗi lần tới kiều lộ nhà yêu nhất cùng với nàng trò chuyện tân phòng trang trí. nhìn tình huống đi, nghĩ tiếp qua cái ba bốn năm đổi bộ tân phòng, ta cứ dựa theo ngươi dạng này trang, thật xinh đẹp. nhi tử ta đầu tuần đến nhà ngươi, nhau nhau nói muốn đổi phòng ở mới, nói nhà chúng ta giống bãi rác. Lý Thái Thái che miệng cười, 35 tuổi làn da bảo dưỡng cùng 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương, ngũ quan đoan chính, chủ yếu là khí chất tốt, rất có cổ thư hương môn đệ nho nhã hương vị, ăn mặc cực kỳ tìm tòi nghiên cứu, từ đầu đến chân giá cả nhìn tài năng sẽ không thấp hơn 200, bất luận cái nào niên đại, cho dù là thời năm 1970, thập niên 60, trong cái xã hội này cũng vĩnh viễn không thiếu kẻ có tiền, 3 năm đổi phòng, kiều lộ một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc không nói lý thái thái liền nói từ hải châu trên sinh hoạt tiết kiệm một chút hai năm đổi một bộ phòng ở vẫn là đầy đủ tiểu tử thúi kia thật đúng là nhà chúng ta mặc dù không thể so nhà các ngươi xinh đẹp kia cũng không đến nỗi nói cái gì bãi rác a à. thật sự là tên tiểu tử thúi kiều lộ tại phòng bếp nghe lý thái thái nói dông dài con môi nở nụ cười cắt gọn hoa quả đem đĩa trái cây bưng ra phóng tới trên bàn trà hài tử nha đồng ngôn vô kỵ Khả năng chính hắn nói ra không có cảm thấy là ý tứ kia bị chúng ta đại nhân nghe thấy liền biến hương vị hại. Có thể là đi, nhi tử ta thường xuyên khẩu xuất cùng ngôn, bị cha hắn sủng ta đều quen thuộc. Tiếp nhận kiều lộ đưa tới cây tâm, lý thái thái nhẹ nhàng đâm lên một khối nhỏ quả táo, khen không tệ a, à, đỏ phu di vẫn là băng đường tâm. Kiều lộ cười cười, băng đường tâm đi, lão công ta mua, ngược lại là không có hỏi qua là cái gì chủng loại. Lý Thái Thái nhấm nuốt hai giây, Phước cầm nói, đúng, hẳn là băng đường tâm, ta ăn đến ra tới. Đóng lấy. Hai đứa bé mẹ tiếp tục trò chuyện lên nuôi trẻ kinh, một trò chuyện liền tán gẫu qua đầu, vẫn là tại Kiều Lộ nhắc nhở dưới, Lý Thái Thái mới phát hiện đã đến năm điểm, còn không có cho nàng nam nhân nấu cơm đâu. Được, lần sau trò chuyện tiếp, không nào Nhi Tử ta tan học ta đem hắn mang đến, để hắn thật tốt cùng ngươi Nhi Tử học một ít, nhiều đứa bé hiểu chuyện a, à. Kiều An đứa nhỏ này khách nhân đến trong nhà về sau, lại là bưng trà lại là đổ nước, còn hỏi nàng có muốn ăn hay không ma ma cho hắn mua đồ ăn vặt, tùy tiện nàng chọn, kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, manh manh sữa âm A, à, quá nhận người hiếm có, kiều lộ khiêm tốn cười một tiếng, an an, mau cùng A Di nói tạm biệt, tiểu gia hỏa mềm hồ hồ phất phất tay, A Di gặp lại A Di lần sau lại đến chơi, Lý Thái Thái xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, yêu thích đứng dậy, miệng nhi thật ngọt, A Di đi, A Di lần sau trở lại nhìn ngươi a à bé ngoan, tốt, A Nha, an an bảo bối thật cho ngươi mẹ ôm mặt mũi. Lý Thái Thái sau khi đi, Kiều Lộ vui vẻ cảm thán nói, Kiều An nghe được mama là đang khen mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem mặt vùi vào trên bụng của nàng, ôm chặt nàng, đối bụng của nàng nói chuyện, mama, chờ muội muội ra tới, ta cũng dạy nàng, chúng ta cùng một chỗ cho ngươi ôm mặt mũi. Ha ha ha, Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn Vô Kỵ a. À quá đáng yêu. Kiều lộ mang thai đầu 3 tháng tình huống cùng trạng thái vô cùng tốt, quá tốt, gần như liền không chút nhã quá, thân thủ cũng linh hoạt, bước chân sinh phong, cảm giác trong bụng không có thăm dò hài tử, chỉ su su dài thịt, từ hải châu khoe khoang, nói đều là công lao của hắn, là hắn nuôi thật tốt, làm được một tay thức ăn ngon, nói gần đây trù nghệ phóng đại, coi như sinh ý không làm tiếp được, còn có thể đi nhận lời mời đầu bếp nuôi sống mẹ con ba, sau đó tự phong một cái xưng hào chăn heo tiểu năng thủ kiều lộ vừa tức vừa buồn cười ngươi mới là heo cứ như vậy tại lão công nhi tử tỉ mỹ hầu hạ dưới kiều lộ thời gian mang thai rốt cục đi vào tháng thứ tư tháng này bụng thổi bóng da đồng dạng lớn lên ngày nào đó ban đêm từ hải châu cùng nhi tử thay phiên dáng kiều lộ bụng đến phiên từ hải châu thời điểm trong bụng tiểu gia hỏa thế mà nhẹ nhàng mở rộng một chút cánh tay cũng hoặc là chân tóm lại phân biệt không được đây là cặp vợ chồng lần thứ nhất cảm nhận được hài tử tại trong bụng tồn tại, hắn là chân chân chính chính tồn tại. Từ Hải Châu chậm rãi đem lòng bàn tay cất đặt tại thê tử trắng nõn trên bụng, sinh động nhịp tim lập tức mà tới. Cốt A, hẳn là làm sai địa phương, đây là kiều lộ nhịp tim, lại cẩn thận trải nghiệm, mới phát hiện còn có cái nhỏ hơn nhảy lên tần suất, bị kiều lộ nhịp tim che lại, cần rất cẩn thận rất cẩn thận mới có thể cảm nhận được kia tiểu sinh mệnh tồn tại loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu quá kỳ diệu không chỉ từ hải châu cùng kiều an kiều lộ mình cũng cảm thấy mới lạ cũng là từ thai động giờ khắc này lên nàng mới hậu tri hậu giác giống như mới nghiêm túc ý thức được trong cơ thể mình dựng dục một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ức chế không nổi nội tâm mạnh mẽ khiêu động tâm tự nhiên sinh ra một cổ vĩ đại lại mang theo bi tráng tâm tình rất phức tạp ai da nhanh lên ra tới nha tốt muốn nhìn ngươi một chút dáng dấp ra sao kiều lộ nhỏ giọng lầm bầm một câu sau đó trong bụng thai nhi lại có cảm ứng trên phạm vi lớn đá kiều lộ một chút về sau liền dông dài giống như ở bên trong luyện tập luận võ chiêu thức một chút sau một chút hung ác cũng may cũng liền duy trì vài giây đồng hồ mà lại không có cảm nhận được cái gì đau đớn chính là trên tâm lý rất mới lạ nghĩ kỹ muốn cho hài tử lấy tên là gì sao sợ lấy kiều lộ cái bụng từ hải châu bỗng nhiên như thế đến một câu từng ngươi cứ nói đi Kiều Lộ hỏi lại hắn, "Ta nghĩ, nếu không để hài tử theo họ ngươi." Từ Hải Châu nhìn chăm chú Kiều Lộ con mắt, chân thành nói, "Vì cái gì?" Kiều Lộ kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhớ không lầm hiện tại hẳn là những năm 80 đi, chưa nghe nói qua đầu năm nay còn có nam nhân chủ động để con của mình cùng lão bà họ, không đều tương đối phong kiến sao, mà lại nói lời nói thật, Kiều Lộ căn bản liền không nghĩ tới hài tử với ai họ vấn đề, ngầm thừa nhận họ từ tới an họ an kiều đệ đệ hoặc là muội muội họ từ hắn tính cách mẫn cảm vạn nhất nghĩ lung tung tha thứ kiều lộ hoàn toàn không nghĩ tới từ hải châu thế mà lại có ý nghĩ như vậy không thể không nói nam nhân này tỉ mỉ tính cách chung thủy một mực không có thay đổi qua thận trọng a à thận trọng điểm này thật nhiều thêm điểm a ngươi suy xét cũng quá cẩn thận ta căn bản không có chú ý điểm này kiều lộ cười nói gãi gãi cái cầm của hắn cào chó con tựa như từ hải châu ngẩng đầu lên cười khẽ một tiếng, nắm ở eo của nàng, cái cầm đặt tại vai của nàng ổ, không có cách, an an tính cách mẫn cảm, rất nhiều phương diện là muốn bao nhiêu chú ý chút, mà lại tiểu gia hỏa còn bị vượt qua một lần, đối với nhi tử tâm lý tình huống, từ Hải Châu từ đầu tới cuối duy trì lấy cao độ quan tâm, vậy ngươi cha mẹ không phản đối sao? Đầu năm nay phụ mẫu giống như phá lệ để ý điểm này, từ Hải Châu không quan trọng cười nói, không sao, tiền trảm hậu tấu, nam nhân này thật đúng là lúc trước kết hôn không suy xét cha mẹ của hắn, hiện tại đặt tên cũng không suy xét phụ mẫu ý kiến. Về điểm này, nói thật, hắn rất phản nghịch, chẳng qua từ kiều lộ góc độ đến nghĩ, cũng rất tốt, thời gian nha, tóm lại là vợ chồng trẻ mình qua, làm sao dễ chịu làm sao tới, nếu là lão nhìn phụ mẫu sắc mặt cùng ý kiến, hai vợ chồng không được mỗi ngày nhao nhau cái dông dài rồi. Kiều lộ may mắn cùng từ Hải Châu cha mẹ cách xa, một chút có thế thiếu thật nhiều mâu thuẫn đâu. Kiều lộ, từng lại nhìn đi, nếu quả thật có thể, vậy liền cùng ta họ. Thực sự không được liền đem an an họ đổi thành ngươi, lần này hai người liền đồng dạng nha, từ Hải Châu, được. Chương 102, chuyện cũ kể thật tốt, không tới một khắc cuối cùng vĩnh viễn cũng đừng cao hứng quá sớm, bình bình đạm đạm vượt qua thời gian mang thai trước 4 tháng, ngay tại kiều lộ cho là mình sẽ thuận thuận lợi lợi vững vững vàng vàng nên đón tiếp xuống mấy tháng, không nghĩ tới trực tiếp mở ra điên cuồng nôn mửa chương trình trên thân thật vất vả dáng dấp bảy tám cân thịt, một chiêu trở lại trước giải phóng, gầy đến từ Hải Châu cũng không dám lại nói mình là cái gì chăn heo tiểu năng thủ, có đôi khi nghiêm trọng đến bên cạnh vẹ bên cạnh khóc, ta cũng không tiếp tục sinh con. Vẹ, ô, thật là khó chịu, vẹ, lão công. Vẹ, phun một cái liền nhã cái không xong, kia động tỉnh to đến, phản phất muốn đem ngủ tạng lục phủ cho phun ra, từ Hải Châu tranh thủ thời gian cho thê tử đưa khăn tay cùng nước cho nàng đập lưng kiều an bị hù dọa chân tay luống cuốn đứng tại kiều lộ bên người nhỏ sữa âm sốt ruột bên trong mang theo tiếng khóc nức nở ma ma ô ô ta không muốn muội muội ta muốn ma ma tốt ma ma không muốn nhã ma ma đều nhã gầy ma ma nhìn thật là khó chịu thật là khó chịu a à. ô ô an an như thế nào mới có thể để cho ma ma không khó thụ a à? an an không có biện pháp a à. kiều lộ ráng chống đỡ sức mạnh đưa tay cảm động vuốt ve nhi tử che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ, ô, an an, ta bảo. Quẹ, nôn ra, hai mẹ con ôm đầu khóc trống, để hài tử cha rất là xấu hổ, nhìn xem trong thùng rác vừa ăn xong liền nôn sạch đồ ăn. Được rồi, nhanh đi phòng bếp cho lão bà nghiên cứu món ăn mới vỗ đi, ma ma, ừm, khóc xong, hai mẹ con lẫn nhau lau nước mắt, từ Hải Châu yên lặng tại trong phòng bếp nấu cơm. Thời khắc chú ý trong phòng khách tình huống, một giây đồng hồ cũng không dám lười biến tiểu gia hỏa thúc thiếp, bàn tay một chút cho mình gạt lệ, một chút cho ma ma gạt lệ, an an trước kia, tại bụng của ngươi bên trong thời điểm, cũng làm cho ngươi nhã sao, khi tự trách ngữ khí, ôi uy, nghe thật làm người ta đau lòng, kiều lộ đem nhi tử ôm vào lòng, an ủi mẫn cảm tiểu gia hỏa, còn tốt, ngẫu nhiên nhã, an an rất ngoan, tại ma ma trong bụng cũng rất bớt lo, kiều lộ không có nói láo, Lúc trước Kiều An tại trong bụng thời điểm xác thực không thế nào dày vào người, nôn nén cũng là ngẫu nhiên, muốn nói khổ sở nhất sự tình, chính là không dễ dàng ăn cơm no, dẫn đến hài tử gầy xuống tới gầy gò nho nhỏ, thằng khỉ gió giống như. Đáng tiếc, trong bụng hiện tại tên bắt con này nhìn liền không giống như là cái bớt lo hàng, không biết ngày đêm tra tấn mẹ hắn. Kiều An hảo tâm đau, khóe mắt treo hai viên nước mắt, tay nhỏ một chút một chút nhẹ nhàng nhu nhu vuốt ve mụ mụ cái bụng cùng bên trong tiểu gia hỏa nói chuyện, lời lẽ khuyên nhủ, muội muội, phải ngoan ngoan, mama đau nhất, đừng để mama đau nhất. Khi là mẹ của chúng ta, chúng ta muốn yêu mama, bảo vệ mama. Nếu không tại sao nói trên đời có rất nhiều chuyện là khoa học không có cách nào giải thích đâu. Từ khi kiều an sờ lấy kiều lộ bụng, ôm nhu để trong bụng tiểu gia hỏa đừng có lại giày vò mama. Về sau thế mà thật để yên, mặc dù chỉ là ban đêm yên tĩnh, ban ngày vẫn như cũ không bớt lo nhưng cũng so không ngừng nghĩ dày vò tốt, ai, còn có thể làm sao, thụ lấy đi. Năm nay Tết Xuân tới muộn, người từ gia đến Lê An là tại Tết Xuân trước hai ngày, lúc đến Kiều Lộ đã sớm ba ngày đem cha mẹ nàng hết thảy tiếp vào trong thành, giúp Hải Châu cùng một chỗ chuẩn bị đồ Tết, quét dọn trong nhà vệ sinh. Vì thế, ngưu xảo lệ sinh nàng khí, nói cái gì cuối năm, lão đầu lão thái thái không tại nhi tử nhà quá, chạy tới nữ nhi gia là có ý gì? Chẳng phải chê bọn họ nghèo ở nông thôn phòng đất tử sao, người một hô, liền hấp tấp vứt xuống nhi tử tôn nữ chạy trong thành đi, nói chuyện, vốn là còn chút ấy nấy kiều cha kiều mẫu lập tức cùng cho ăn con rồi đồng dạng buồn nôn, về sau lại bị kiều lộ cặp vợ chồng một trận an ủi, trực tiếp hung ác tâm muốn lưu tại Lê An giúp vợ chồng trẻ chuẩn bị chiến đấu Tết Xuân, nhi tử làm sao vậy, nữ nhi làm sao rồi. Cái gì gọi là ghét bỏ? Ta muốn thật ghét bỏ, sớm mấy năm liền cùng ta nữ nhi vào thành, còn chờ tới bây giờ lộ lộ mang thai công công bà bà thật xa không có cách nào chiếu cố nữ nhi của ta chính ta không đau lòng còn để ai đến đau lòng ngươi nếu là có ý kiến ngươi liền có đi ta là không xen vào lữ tú hoa khó được kiên cường một lần trực tiếp chắn ngưu xảo lệ không biết nên nói cái gì nhưng ngưu xảo lệ từ trước đến nay cũng không phải là cái chịu người chịu thua thiệt trong cơn tức giận đem lão công nữ nhi mang về nhà mẹ đẻ chẳng qua liền chẳng qua ngươi đi con gái của ngươi nhà, ta cũng mang quốc bân về mẹ ta nhà. Không có ngươi nhóm năm này mới chỉ làm sao tích. Kỳ thật lúc đầu Lữ Tú Hoa lão hai người là dự định giúp nữ nhi một nhà chuẩn bị kỹ càng đồ Tết, thuận tiện chiếu cố nữ nhi mấy ngày, đợi đến giao thừa liền hồi hương hạ, thấy ngưu xảo lệ như thế ngang ngược không nói đạo lý thái độ, còn trở về làm gì, ngay tại trong thành náo nhiệt được rồi. Nữ nhi nữ tế sinh ý tốt, Tết xuân trong lúc đó càng rất, nghe nói cửa hàng mở hai gian, mời hai cái công nhân đều tình huống như vậy mỗi ngày vẫn loay hoay chân không chạm đất nghe nói còn muốn lại chưa một hai vị cho nên rơi vào đường cùng mới đưa kiều cha kiều mẫu đưa đến trong thành chí ít đem bận rộn nhất khoảng thời gian này đối phó đi qua lại đi lữ tú hoa mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía nữ nhi tìm được người không muốn mẹ cho ngươi tìm xem không kiều lộ vội vàng gật đầu tìm được tìm được trong thành nhiều như vậy người làm sao có thể tìm không thấy chủ yếu là hải châu yêu cầu cao cho nên rất trong thời gian ngắn không có tìm được nàng rất sợ để lữ tú hoa giúp bọn hắn cửa hàng tìm nhân viên bọn hắn giao thiệp tất cả nông thôn tìm nhân viên khẳng định cũng đều là dân quê cũng không phải kỳ thị dân quê chủ yếu là sợ sợ gặp được ngưu xảo lệ loại kia hiếm thấy còn có ngưu nhị gấu loại kia khờ hàng mang đến chính là phiền phức a à, dạng này a à, cũng được dù sao các ngươi hai lỗ hổng nếu là có chuyện gì cần cha mẹ cứ việc phân phó nói yêu thương vuốt ve nữ nhi tay, giống như thở dài, giống như bất đắc dĩ, lộ lộ A. À. Lớn A, à, cái này đều sinh hai thai, mẹ đều không chút chiếu cố quá ngươi, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần, lúc này mới thấy đâu, hài tử đều hơn bốn tháng, thời gian trôi qua thật là nhanh, ngươi lấy chồng về sau mẹ liền không chút đã giúp ngươi, không có chiếu cố quá ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy mẹ không thèm để ý ngươi. Bầu không khí có chút thương cảm, lữ tú hoa cảm xúc một chút xa sút không có sự tình ta xưa nay không nghĩ lung tung mà lại ta biết ngươi tại nông thôn muốn giúp chị dâu mang hài tử bình thường không có việc gì ta cũng không tìm ngươi đây không phải gần đây bận việc mới tìm ngươi nha lại nói kiều yến mang thai trong lúc đó lữ tú hoa cũng một mực đợi tại nông thôn không phải cũng không đến trong thành chiếu cố quá nàng nhị tỷ à nếu là chiếu sáng cố nhị tỷ không chiếu cố nàng kia mới đáng giá nghĩ lung tung không có việc gì à ta biết ngươi là thương ta, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ nhiều, chúng ta đều tốt, quá tốt cuộc sống của mình là được, không có gì, là, là phải thật tốt, tất cả mọi người thật tốt, là được, mẹ không có yêu cầu gì. Tết xuân trong lúc đó, kiều cha kiều mẫu lão hai người tới sớm, ở tại một gian khác phòng nhỏ, về sau từ Hải Châu phụ mẫu đến. Thế là lại đem Kiều An Nhi đồng phòng thu thập ra tới cho lão hai người ở, từ phụ từ mẫu đều là giảng cứu người, vệ sinh cái gì chuẩn bị phải so kiều lộ còn tỉ mỉ, năm ngoái về phương bắc, kiều lộ liền chú ý tới trong nhà sạch sẽ, cho nên đem kiều an gian phòng nhường cho bọn họ ở, cũng không có cảm thấy sẽ bị làm cho rối bời. Sự thật chứng minh, cái này lão hai người đúng là người thể diện. Về phần từ Hải Châu đại ca đại tẩu một nhà, lúc đầu nói thu xếp ở phòng khách ngủ ghế sofa, nhưng cứ như vậy, ăn Tết ở phòng khách bày cái bàn ghế cái gì liền không tiện, người ngoài tới nhà nhìn xem cũng khó nhìn. Trọng yếu nhất chính là ghế sofa không lớn, một nhà ba người ở thực sự ở không hạ, thế là Từ Hải Châu liền đem người thu xếp đi nhà khách, tùy tiện bọn hắn ở vài ngày, một ngày cũng liền hai ba đồng tiền tiền phòng, đối với hiện tại Từ Hải Châu đến nói, quả thực chuyện nhỏ. Mùa xuân năm nay mặc dù không tại từ gia hang ổ, nhưng cũng không vắng lặng, riêng là từ gia cả một nhà, năm người đâu? Lại thêm Từ Hải Châu nhà ba miệng, a, à, còn có trong bụng, cũng coi như một phần. 4 chiếc, mùng 2 thời điểm Kiều Yến cũng mang theo lão công hài tử làm khách, vậy thì càng náo nhiệt, trong nhà náo nhiệt, bầu không khí tốt, Kiều Lộ tâm tình cũng đi theo tốt, trong bụng hài tử giống như động tĩnh tiêu ngừng lại, không thường thường tra tấn mẹ hắn, giao thừa cùng lần đầu tiên ở trong nhà tán gẫu, ăn bữa cơm đoàn viên, mùng 2 bắt đầu khắp nơi đi dạo chợ, đi dạo hội chùa, lần này mang Kiều An chân chính đi bái một lần Phật tổ cùng đưa tử quan âm, tiểu gia hỏa cầu nguyện, nhất định nhất định, nhất định phải cho ta một người muội muội. Ta thật nhiều muốn một người muội muội oa, lại có là vui chơi giải trí, ăn không xong, chơi không ngừng. Thời gian rất nhanh làm hao mòn đến người từ gia rời đi ngày đó, kiều lộ còn có chút không nở đâu, so với nàng càng không thôi, là từ phụ từ mẫu, người đều đi đến nhà ga trước tạm biệt, lão hai người ôm lấy kiều an không muốn buông tay, còn không có nhìn thấy hài tử ra tới đâu muốn đi, ai, ngươi nói một chút cái này, thật sự là không trùng hợp kiều lộ cười cùng từ hải châu liếc nhau không có chuyện gì cha mẹ mùa xuân sang năm ta liền mang hải châu còn có hài tử về tới thăm đám các người nghĩ lời của chúng ta liền viết thư bảo trì liên lạc nha mùa xuân sang năm về phương bắc hài tử vừa vặn nửa tuổi nhiều ngồi giường nằm kỳ thật cũng vẫn được thực sự không được liền thăng cái nằm mềm làm sao dễ chịu làm sao tới tiền đổ không là vấn đề ai chỉ có thể dạng này cuối cùng kiểm tra kiều lộ bụng, một nhà năm miệng triệt để đạp lên đường về, gặp lại, thuận buồn xuôi gió, sang năm gặp, gặp lại cha mẹ. Kiều lộ dự tính ngày sinh là tại tháng 8, nếu như đúng giờ, nàng hẳn là sẽ sinh một cái chồng sư tử bảo bảo, lại nhìn trong bụng con hàng này tại thời gian mang thai bên trong hoạt bát biểu hiện, chỉ sợ là cái cùng hắn ca tính cách hoàn toàn tương phản gắt cổng sư tử con. Ai, hiện tại chỉ hy vọng tiểu bảo bối thông cảm mẹ hắn, đừng có lại dày vò. Tết Xuân thoáng qua một cái, thật vất vả nhịn đến mùa xuân, ấm áp không có nên đón, ngược lại là nên đón rét tháng ba. Kiều lộ bụng lấy thổi hơi cầu tốc độ cấp tốc nâng lên đến, đến nửa đêm thời điểm, hai con chân thường xuyên rút gân, mình lại không cúi xuống được eo đi vò, chỉ có thể dựa vào từ hải châu trợ giúp. Có đôi khi ngủ đến mơ mơ màng màng bị đau nhức tỉnh, vô ý thức xô đẩy một chút nhà mình nam nhân bả vai, đang lúc nửa tỉnh nửa mê từ hải châu sẽ phản xạ có điều kiện ôm lấy chân của nàng cho hắn vò có đôi khi thậm chí không hoàn toàn thanh tĩnh đâu hai con mắt nhắm một mực vò một mực vò động tác không ngừng thật sự là phản xạ có điều kiện thắt vào thực chất bên trong ký ức một điểm lời oán giận cũng không có ngày thứ hai lên thậm chí sẽ hỏi đêm qua cho ngươi bóp chân sao quá mỏi mệt hắn hoàn toàn không có ký ức bóp thật thoải mái kiều lộ buồn cười nói a à, vậy là tốt rồi bằng không ngươi lại nên mất ngủ ai nha quá ấm lúc đầu bởi vì chuột trúc mà có chút ít thương cảm tâm tình một chút liền bị hắn chữa trị có như thế cái ấm hệ lão công cùng ngươi chiếu cố ngươi vì hắn sinh con thụ điểm tội giống như cũng không có bao nhiêu lời oán giận về sau thời tiết thực sự quá lạnh kiều lộ hơi sơ suất không đề phòng thế mà nho nhỏ cảm mạo một chút bởi vì không nghiêm trọng bác sĩ đề nghị để sức miễn dịch tự hành giải quyết không cần ăn thuốc từ Hải Châu cũng sợ thuốc uống nhiều sẽ làm bị thương trong bụng hài tử, đành phải mỗi sáng sớm trời giường đỉnh lấy hàng khí cho lão bà chịu một nồi bổ dưỡng dược thiện canh, mặc kệ có thể hay không tốt, dù sao có thế dưỡng dưỡng dạ dày cũng là tốt, trừ chuột rút, kiều lộ cảm xúc biến hóa cũng đặc biệt đặc biệt lớn, lớn tới trình độ nào đâu. Ngày nào đó từ Hải Châu sớm kết thúc công việc về nhà, vén tay áo lên rửa sạch sẽ tay, cho lão bà làm một bàn lớn phong phú đồ ăn, Kết quả Kiều lộ vừa mới ngồi lên bàn ăn, trực tiếp nhả, không được không được, ta tuyệt không muốn ăn những vật này. Vậy làm sao bây giờ, không ăn sao được? Kiều lộ nghĩ nghĩ, nghĩ đến Tử uyển đường phố bên kia một đầu phố cũ bên trên thịt vịt nướng, nước bọt bài tiết. Hải Châu, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Trước đó ở tại Đại Tạp Viện, ngươi thường xuyên mua cho ta nhà kia, a tự như là Long tỷ nhà, muốn thả bột tiêu cây, nhiều thả điểm, tân tân khổ khổ làm một bàn lớn thịt ngon thức ăn ngon kết quả hắn lão bà muốn ăn người khác làm thịt vịt nướng, lời muốn nói một đống lớn, đều tại nhìn thấy lão bà đáy mắt chờ mong về sau, hóa thành thở dài bất đắc dĩ, mặc lên áo khoác đứng dậy, lớn trời lạnh cưỡi xe đi cho lão bà mua kia cái gì long tỉ nhà thịt vịt nướng, thả rất nhiều bột tiêu cây cái chủng loại kia, kết quả mua về, kiều lộ đã ăn được, ngồi tại bên bàn cơm, ăn một cái giờ trước nàng nghe được hương vị liền nghĩ nhã đồ ăn, ăn đến còn thật nhiều, bụng ăn quá no. Ông bụng hướng trên ghế lon một cắm, Hải Châu ta ăn no, thịt vịt nướng ăn không vô, giữ lại bữa sau đi. Sau đó, mặt cho Phong Trần mệt mỏi, bọc lấy cả người hàng khí từ Hải Châu, đứng tại cổng, dơ thịt vịt nướng tại lối đi nhỏ miệng gió lạnh bên trong lộn xộn. Trên lầu hàng xóm xuống tới, trông thấy hắn, a, à, Từ Tiên Sinh, lớn trời lạnh đứng cửa làm gì? Làm sao không vào nhà? Lắc lắc trong tay thịt vịt nướng, Từ Hải Châu bất đắc dĩ nói. Vừa cho ta Thái Thái mua thịt vịt nướng trở về, A à Lý Thái Thái cùng nàng nam nhân lộ ra nguyên lai ánh mắt như thế, thật đau lão bà. Vào nhà về sau, Kiều Lộ chủ động đem vừa mới mình ăn xong bát đũa thu thập tiến phòng bếp, Kiều An cũng ăn xong, bưng lấy bát đũa bỏ vào rửa chén đài. Hai mẹ con lúc đi ra, Từ Hải Châu một người ngồi tại trên bàn cơm ăn hai người bọn hắn đồ ăn thừa, tốt, tốt đáng thương. Ba ba, cơm cơm có phải là lạnh nha. Kiều An đi qua, nhón chân sờ sờ bác thân, xác thực lạnh như băng. Ba ba, ăn cơm nguội không tốt, sẽ xảy ra bệnh, ba ba ta giúp ngươi đi hâm nóng đi. Từ hải châu dừng một chút, buồn cười bóp hắn khuôn mặt, tiểu bất điểm một cái, ngươi sẽ còn món ăn nóng đâu. Ba ba mỗi ngày nấu cơm, ta mỗi ngày đều nhìn, ta nhìn đều nhìn sẽ nha. Kiều An Thiên chân khả ái mà nói, từ Hải Châu cười lắc đầu, kẹp khối lạnh thịt, trong lòng xác thực ấm hô hô, không cần, ba ba tùy tiện ăn hai ngụm, không làm phiền ngươi từng. Kiều An béo một chút đầu, sợ lấy ba ba áo khoác bên trên lạnh như băng hàng khí, ba ba, ba ba trên người ngươi lạnh quá, ta đi cấp ngươi đổ nước nóng, cộc 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 đát chạy vào phòng bếp đổ nước nóng, tạ ơn nhi tử, dứt lời, Kiều Lộ không biết khi nào thì đi đến phía sau hắn, bưng cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thân thể tiến tới, tới gần hắn, cuối người, vòng lấy eo của hắn, hương hương mềm mềm, còn mang theo bập bẹ hương vị truyền vào mũi của hắn khang, rất dễ chịu, vừa mới nhìn ngươi sắc mặt không đúng, có phải là sinh khí rồi. Kiều lộ dáng dáng mặt của hắn, thật băng a, à, lớn trời lạnh vừa đi vừa về cưỡi một đường xe đạp, thực sự là vất vả, ta không phải cố ý, vừa rồi quả thật rất muốn ăn thịt vịt nướng, nhưng là ngươi sau khi đi ra ngoài, ta đột nhiên liền có muốn ăn, ta lúc đầu nghĩ xuống lầu gọi lại ngươi, nhưng bắp chân căng căng, khó chịu chết ta, ta liền không có xuống dưới, nói nói, lại ủy khuất rơi lệ hạt châu phụ nữ mang thai cảm xúc chính là đến mức như thế cấp tốc lại không nói đạo lý, rõ ràng là nàng sai, đến cuối cùng ngược lại cũng là nàng nhất vĩ quốc. ngươi nếu là thật sinh khí, ta cũng không trách ngươi. Dù sao, đúng là ta cố tình gây sự. Càng nói, thanh âm càng nhỏ, chỉ cột cột rơi lệ châu, lọc vào cổ của hắn, bỗng đến kinh người, từ hải châu bất đắc dĩ, đem người ôm đến ngồi trên đùi tốt, là có chút nặng. Sao không có mang thai trước đó trọng tầm 10 cân đi, nhưng cũng không phải ôm không dậy, dù sao trước đó quá nhẹ, không có sinh khí, chỉ là có chút mộng, nhưng có thể hiểu được. Hắn nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn hai lần, lấy đó an ủi, nghe được từ Hải Châu Thanh âm ôm nhu, kiều lộ liền tốt ấy nấy, ai, khoảng thời gian này vất vả ngươi, ta cũng không biết mình tính tình làm sao trở nên kém như vậy, luôn khống chế không nổi, không có việc gì, là bình thường. Ta hôm qua nhìn quyển sách kia bên trên liền nói, Phụ nữ mang thai mang thai trong lúc đó trong cơ thể kích thích tố lên cao, đối cảm xúc ảnh hưởng lớn, tính tình trở nên kém là hiện tượng bình thường. Mang thai sau từ Hải Châu đi tiệm sách mua rất nhiều sách, vốn nên là cho Kiều Lộ cái này chuẩn ma ma nhìn, nhưng từ Hải Châu đem so với nàng còn ra sức, các phương diện chi tiết so với nàng còn rõ ràng. Kiều Lộ dứt khoát phạm lười, mình không nhìn, dù sao từ Hải Châu nhìn chiếu cố nàng là được, chính là như thế không có sợ hãi, nàng hiện tại thật càng ngày càng ỷ lại hắn. Thật nếu nói, tính tình trở nên kém cũng không phải lỗi của ngươi, muốn trách cũng tại ngươi trong bụng bảo bảo." Từ Hải Châu lại nói, Kiều Lộ bị chọc cười, đẩy hắn ra, người ta vẫn là cái tiểu bất điểm, ngươi trách hắn làm gì rồi? Từ Hải Châu bật cười, kia trách ta, trách ta làm đồ ăn không có để ngươi lần đầu tiên liền thích, lần này, trực tiếp đem Kiều Lộ hống vui vẻ, trong lòng ngọt ngào, cũng không ủy khuất rơi nước mắt. Ông cổ của hắn, điềm nhiên hỏi, "Từ tiên sinh kế tiếp còn làm phiền ngươi tiếp tục chịu nha. Ai ngờ từ Hải Châu lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, ta xưa nay không cảm thấy đây là chịu, nếu như ta đây coi là dày vò, vậy còn ngươi, ngươi mỗi ngày đều bị đau nhức tỉnh, ăn không ngon ngủ không ngon, mang thai tất cả sinh lý đau khổ đều là ngươi gánh chịu, ta thụ điểm tâm lý đau khổ cũng không có gì, nếu như có thể, ta nghĩ thay ngươi chia sẻ, cho dù là một phần mười. Kiều lộ cảm động ôm lấy hắn dáng dáng mặt, ừm, dù sao mặc kệ ai chịu, hai ta đều cùng một chỗ thụ. Nhưng là, cái này sinh về sau, ta cũng không tiếp tục muốn mang thai hài tử, từ Hải Châu gật đầu, tốt, không muốn, liền cái này một cái, Kiều Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, nếu như là nữ hài đâu, ngươi còn muốn cái nam hài sao, từ Hải Châu vẫn lắc đầu, không cần, có một cái liền đủ. Chương 103, đầu tháng 5, thời tiết còn không có như vậy nóng bức, mùa hạ kiểu mới đã tại gấp rút trúng tháng năm cuối kỳ, kiểu mới bên trên mới, gần đây trên thị trường lưu hành ô vuông váy, bắt đầu làm việc xưởng tiến một nhóm hàng, 60 kiện, một tuần liền bán quan, sinh ý bận đến cất cánh, trừ buổi sáng cùng giữa trưa cơm trưa, kiều lộ cũng chỉ có 5 giờ chiều thoáng qua một cái khả năng nhìn thấy nhà mình nam nhân, mặc dù bên người có nghi tử bồi, đại khái bởi vì thời gian mang thai kích thích tố quấy phá, từ trước đến nay thích làm gì thì làm nàng lại sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn có đôi khi ghé vào bệ cửa sổ nhìn về phương xa cảnh đẹp liền sẽ nghĩ nếu là còn tại đại tạp viện tìm ngô quế phương bọn hắn tâm sự còn thật có ý tứ nơi này hàng xóm mặc dù cũng đều quen thuộc thế nhưng là người đồng lứa ban ngày đều lên ban nào có người theo nàng ai dạng này thời gian một mực từ sau mùa xuân một mực tiếp tục đến tháng sáu phần mang thai cái thứ bảy nửa tháng kiều lộ trong lòng dần dần lên chút quán khí ngày nọ buổi chiều về nhà từ hải châu tại phòng bếp nấu cơm Kiều Lộ đứng tại cửa phòng bếp, khoa tay lấy bụng bự buồn buồn hỏi hắn, Hải Châu, ngươi nhìn, ta gần đây có phải là béo phải đặc biệt lợi hại, trong lúc cấp bách dành thời gian liếc nàng một chút, cười nói, từng, so với mang thai trước khẳng định là mập, vậy ta khẳng định cũng không có trước kia đẹp mắt. Kiều Lộ nghiêng đầu, hỏi, từ Hải Châu nở nụ cười, thuần thục sắc muối, cái nồi hai ba lần liền đem sườn xào chu ngọc thịnh ra nồi, nói cái gì đó, ngươi rất đẹp, trước kia là đẹp người gầy hiện tại là đẹp mập mạp dứt lời kiều an nhanh chóng chạy vào giơ lên tay nhỏ ba ba ta đến bưng từ hải châu đem đồ ăn đưa tới liền nghe nhà mình tiểu tức phụ rầu rĩ không vui nói ta không muốn làm đẹp mập mạp từ hải châu rửa tay lau khô sau bưng lấy mặt của nàng hôn một chút nàng mân mê đến không thế nào cao hứng môi đỏ ngươi làm cái gì đều được dù sao ta đều thích kia mỗi ngày đến ta trong tiệm mua quần áo tiểu cô nương một cái sau một cái xinh đẹp trong lòng ngươi cũng không có ý khác. Cốt A, từ Hải Châu Triệt để biết, đây mới là nhà mình tiểu thê tử chân thực muốn hỏi vấn đề. Kiều lộ mang thai đến bây giờ tối thiểu đã mập hai tháng, hai người này hình tượng hoàn toàn không có, cũng không trang điểm, không thể trang điểm, liền quần áo cũng chỉ có thể xuyên rộng lớn hưu nhàn khoảng. Đừng nói từ Hải Châu, có đôi khi nàng nhìn xem trong gương một mặt nữ nhân, không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng kiều lộ không biết là, như thế tâm lý, kỳ thật cũng vẫn là kích thích tố quấy phá, cho dù thật mọc mười mấy cân thịt, nàng vẫn là đẹp, kia thịt đều dài tại nên dáng dấp địa phương, trên mặt chỉ có thể nhìn thấy một tia mang thai thái, nhất mập địa phương là ngực, khi chỗ ngồi quả thực không quan tâm căng vọt, nếu như có đôi khi không cẩn thận dáng đi lên, từ Hải Châu không chút nghi ngờ mình sẽ lâm vào trong đó ngạt chết, lại loạn nghĩ. Quay người, đem cuối cùng một đạo đập dưa leo trộn lẫn tốt liệu, bưng đến bàn ăn bên trên tất kỹ về sau, một tay lấy kiều lộ lớn ôm ngang lên, béo sao? Vì cái gì ta dễ dàng là có thể đem ngươi ôm? Đem người phóng tới trên ghế salon làm tốt, thành thạo cho nàng bóp chân, ta cả ngày bận đến cất cánh, còn có tâm tư nhìn khác tiểu cô nương. Tức giận tăng lớn lực đạo, thoải mái mà kiều lộ thẳng hừ hừ, nghệ hắn một chút, kiều lộ lười biến nghiêng dựa vào ghế sofa gối ôm bên trên, nhìn xem làm sao vậy, nhìn xem lại không tốn thời gian ở giữa, tốt a. À cho dù có thời điểm trông thấy vậy ta cũng không thể nhắm mắt lại làm ăn là không thể nào không nhìn có đôi khi không chỉ có không thể không nhìn còn phải nghiêm túc nhìn cho khách hàng đưa ra ý kiến hoặc là giúp khách hàng chọn lựa phối hợp y phục của nàng cái này có thể không nhìn sao liền kém không có cầm thước dây cho người ta lượng thân cao không thế nào cao hứng nhéo một cái mặt của hắn làn da chặt chẽ để nàng thật sinh đố kỵ vậy vậy ngươi cũng nên nhiều hồi báo cho ta cái gì ta suốt ngày ở trong nhà giống như đều cùng xã hội tách rời đồng dạng giọng nói của nàng oán trách từ hải châu nghe xong liền minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi đã ba tháng không có đi bạch vân nhai ta cũng không biết bên kia hiện tại biến thành cái dạng gì lý hồng quân cùng hắn đối tượng thế nào rồi du phồn đi tìm phương hữu vi không có lý tú tú một nhà năm miệng thì thế nào rồi ta đều rất hiếu kỳ a à, nhưng ta tuyệt không biết từ hải châu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói cho cùng vẫn là hắn không đủ tỉ mỉ gây nên nếu không làm sao không có suy xét đến điểm này nhưng thật nếu nói đổ cũng không thể trách hắn cái thằng này mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất trong đầu nhắc tới vĩnh viễn là kết thúc công việc cho nàng dâu làm cái gì ăn ngon khó tránh khỏi xem nhẹ nàng tâm lý nhu cầu cũng là không thể nói là cố tình gây sự đây đúng là thời gian mang thai áp lực đưa đến thế là từ hải châu ôm lấy kiều lộ đem nàng muốn biết sự tình ép không rõ chi tiết nói cho nàng từ ngày đó về sau từ hải châu liền dưỡng thành mỗi ngày mặc kệ bận rộn nữa năm điểm trước nhất định phải chạy về nhà thói quen sau đó cùng nàng báo cáo cả ngày hôm nay hành trình cho nàng chia sẻ làm ăn phát sinh chuyện lý thú có đôi khi sinh ý quá tốt muộn không còn kịp nữa về nhà nấu cơm liền mang vợ con hạ tiệm ăn thuận tiện đem lý hồng quân bọn hắn đều kêu lên nhiều người náo nhiệt miễn cho kiều lộ luôn cảm giác cô đơn lúc đầu từ hải châu nói muốn đem nhạc mẫu mời đến trong thành chiếu cố nàng kiều lộ không phải nói không cần thiết cũng không muốn nghe đại tẩu lải nhải coi như nàng trong nhà chuyện gì xảy ra đây không phải còn có an an sao nếu như nàng ngã sấp xuống hoặc là thế nào liền để an an đi tìm hàng xóm mặc dù người đồng lứa ban ngày rất ít ở nhà nhưng trung lão niên cũng không ít thường xuyên trông thấy dưới lầu cư xá đi tản bộ đâu quả nhiên về sau thời gian mang thai bên trong kiều lộ không còn có cố tình gây sự quá ngược lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất phong phú nàng tận lực khắc chế mình cố tình gây sự tính tình, mỗi ngày tại từ Hải Châu kết thúc công việc về nhà trước đó, sớm vài phút tại cửa ra vào nên đón hắn, Kiều An sẽ nhiệt tình ba ba cầm dép lê, thay xong giày, Kiều Lộ Thông Gia gặp nhau mật kéo lại cánh tay của hắn, một nhà bốn người vuốt ve an ủi vuốt ve an ủi, để hắn chia sẻ hôm nay chuyện lý thú, trò chuyện xong lại nấu cơm, kỳ thật có đôi khi đã không còn gì để nói. Làm ăn trên cơ bản mỗi ngày gặp phải sự tình đều như thế, nhưng nhìn qua thê tử ánh mắt mong đợi từ hải châu vắt hết ốc biến đổi pháp đem sự tình thú vị nói cho nàng nghe ngươi còn nhớ rõ năm ngoái nhìn thấy cái kia thông dịch viên sao chính là mang hai ngoại quốc nữ đồng chí dạo phố vị kia gần như không chút hồi ức kiều lộ liền nhớ lại đến từng nhớ kỹ làm sao rồi một chút một chút vuốt ve đầu vai của nàng từ hải châu cười nói vị kia nữ thông dịch viên lại tới chẳng qua lần này không mang ngoại quốc đồng chí là nàng một người đến kiều lộ, a, à, một người tới làm gì, lại nói kia nữ thông dịch viên dáng dấp còn rất xinh đẹp, chủ yếu là có khí chất, cả người nhìn liền rất tự tin rất có văn hóa cảm giác, từ hải châu cúi đầu nhìn nàng, đến mua quần áo nha, còn có thể làm gì, kiều lộ nhíu mày lại, không vui chỉ vào mặt của hắn, ngươi hung ta, từ hải châu, bất đắc dĩ vừa buồn cười nâng tráng, bóp nàng vành tai, không có hung, chính là hỏi ngươi, không đến mua quần áo còn có thể làm gì đâu, từng vậy ta làm sao biết? Kiều lộ chuyện đương nhiên biểu môi, một chút liền nhìn trúng tiện chúng ta bên trong ba bộ quần áo, hai bộ là ngươi thiết kế, một bộ là trong xưởng cầm hàng có sẵn, ô vuông váy, còn hỏi ta có ngoại hối phiếu có thể hay không tiện nghi, hắn nở nụ cười, tiếp theo điểm một cái thê tử mượt mà chấp mũi, vậy ta đương nhiên nói có thế, cho nên ngươi đoán ta lần này đổi bao nhiêu ngoại hối phiếu, bao nhiêu? Kiều lộ đến hào hứng, nói liên miên lãi nhãi, ta hiện tại rất mong muốn tủ lạnh ngươi biết không? mùa hè thời điểm đặt bên trong thả điểm kem tê trước mấy ngày nhiệt độ không phải đột nhiên lên cao một chút sao? nóng đến ta đặc biệt muốn ăn kem nhưng mùa này còn không có phải bán ai thật phiền ngươi mang hài tử đâu có thế ăn băng sao? Từ Hải Châu buồn cười tủ lạnh món đồ kia đắt liền cái này mấy trương khẳng định là mua không nổi vậy chúng ta còn có thế mua cái gì? Linh Quan thoáng hiện. Kiều Lộ hưng phấn nói, điều hòa không khí có sao? Lê An mùa hè quá nóng, điều hòa không khí. Từ Hải Châu bật cười lên tiếng, kỳ càng không khả năng. Ngươi biết điều hòa không khí bao nhiêu tiền một đài sao? Bao nhiêu? Kiều Lộ hỏi, Từ Hải Châu, mua nửa bộ nhà tiền đi. Tê, tính một cái, có tiền này không bằng nhiều mua phòng nhỏ, về sau còn có thế tăng giá trị đâu từ Hải Châu trước đó có hiểu qua cảng thành phố đã phát triển thành thuộc bất động sản sinh ý, mặc dù hắn cảm thấy đại lục tương lai phòng ở không nhất định sẽ tăng giá trị, chẳng qua có tiền nhiều mua hai bộ cũng không quan hệ. Hiện tại có hai đứa bé, một người một bộ, hắn cùng Kiều Lộ một bộ, ba bộ cất bước đi, từ Hải Châu, được, Kiều Lộ, cho nên ngươi đến cùng đổi bao nhiêu trương phiếu, từng. Đại khái có thế đổi một đài lò nướng đi, lò nướng. Kiều Lộ kinh ngạc, đập hắn lồng ngực, ngươi còn biết cái đồ chơi này đâu, từ hải châu buồn cười lắc đầu, thế nào, thật bất ngờ sao. Ngươi cảm thấy ta hẳn là không biết, tốt xấu là cái làm ăn lão bản, biết lò nướng làm sao rồi, đây không phải thấy kiều lộ gần đây thích làm kiểu Trung Quốc điểm tâm, đi tiệm bánh gato mua cho nàng quá mấy lần bánh gato, ngẫu nhiên phát hiện tiệm bánh gato bếp sau lò nướng, cho nên mới lên mua lò nướng tâm tư à. Chủ yếu là vì để cho lão bà tại trong nhà có một chút sự tình làm. Khi lò nướng có thể làm đồ vật càng nhiều, về sau ngươi ở nhà, lúc không có chuyện gì làm mua quyển sách nghiên cứu một chút, nghiên cứu cái gì đâu, ta lại không làm điểm tâm sư phó, mà lại ta hiện tại bụng như thế lớn, ta đã lâu lắm không có làm điểm tâm. Suốt ngày nghỉ ngơi, cái gì cũng không dám làm. Cũng không còn khí lực làm, đứng mấy phút liền mệt mỏi, có thể trông cậy vào dạng này thân thể làm cái gì, được, kia nhìn ngươi đi, muốn đổi cái gì, suy nghĩ thật lâu. Kiều Lộ nhớ tới, hưng phấn nói, đúng rồi. Máy giặt A. Cái này nhiều thực dụng, nhanh mua nổi đến, ân, mặc dù nhưng là. Máy giặt cùng tủ lạnh giá cả kỳ thật không sai biệt lắm, cho nên. Nhìn qua nhà mình lão bà kích động hưng phấn biểu lộ, từ Hải Châu câu môi, tốt, ta tranh thủ nghĩ biện pháp. Đầu tháng 8, bên ngoài không khí trở nên nóng hổi, mặt đất phản phất bày tầng dầu nóng, đi lại tại trên đường, người liền thành biết đi lại yểu siêu hành. Kiều lộ thân thể biến hóa đã hoàn toàn ổn định, không còn trở nên béo hoặc biến gầy, cũng không còn nôn mửa, nhưng cũng xuất hiện càng nhiều vấn đề khác. Ví dụ như mỗi lúc trời tối đều đi tiểu đêm đi nhà xí, bên trên sông liền ngủ không được, có đôi khi có thế một mực mất ngủ đến 5-6 điểm, xoay người, mệt mỏi không thở nổi, nằm lâu xương cốt đau nhất, đi phần bụng đau nhất, ngồi cũng không xong nằm cũng không phải, tại dưới tình huống gian nan như vậy, từ Hải Châu lựa chọn tại dự tính ngày sinh trước một tháng đình chỉ công việc, an tâm ở nhà chiếu cố lão bà. Tối hôm đó vừa cơm nước xong xuôi, 20 phút đi qua sau, Kiều Lộ nói đói, muốn ăn mì đầu, nấu xong mì sợi, không biết chuyện gì xảy ra, ông lấy mặt bác khóc, nói, thật muốn ăn hamburger, gà rán, cộng khoai tây, còn có kem ly, coca cola. Ô ô, Hải Châu, hài tử lúc nào ra tới a, à, ta chịu không được, ai, hắn cũng muốn biết hài tử lúc nào ra tới, rút khăn tay cho nàng lau nước mắt, ông vào trong ngực an ủi, không có việc gì không có việc gì, nhanh nhanh, không phải nói tháng này sao, rất nhanh, chúng ta hai ngày nữa đã vào ở bệnh viện đi, nói không chừng, a à, một câu nói còn chưa dứt lời, kiều lộ khó chịu che bụng, co quắp tại trong ngực hắn, làm sao rồi, nơi nào lại rút gân rồi, từ Hải Châu cho là nàng rút gân, đau nhức, tê, đau quá, nhưng mà kiều lộ biểu hiện, hoàn toàn không giống như là đơn giản rút gân. Bên kia tivi thấy chính mê mẫn Kiều An bị quấy nhiễu, như gió chạy tới, nắm chặt Kiều lộ tay, ma ma. Ma ma. Ma ma ngươi vừa đau sao? Ma ma ta đấm bóp cho ngươi, không kịp chờ đợi cho nàng ấn tay ấn chân, song lần này giống như cùng dĩ vãng tình huống cũng khác nhau. Hải Châu, ta, làm sao cảm giác, tựa như là. Muốn sinh, chương 104 từ hải châu gấp đến độ đầu ào ào đổ mồ hôi, đang nghĩ đem lão bà ôm, một con thịt hồ hồ tay ngang qua đến, ngăn lại động tác của hắn, khoan 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 khoan, giống như lại không thương. Nói xong, ba đôi con mắt khẩn trương tiếp cận kiều lộ bụng, vén lên quần áo, cẩn thận quan sát, hai phút đồng hồ sau, hở. Thật, không thương, ta ngất, sợ bóng sợ gió một trận, giả thoáng một thương, đứa nhỏ này. Cũng quá dày vò cha mẹ hắn. Nếu như là cái nam hài. Sau khi ra ngoài từ Hải Châu là nhất định phải đánh hắn cái mông, nếu như là nữ hài, hiểu chuyện thì thôi, không hiểu chuyện cũng đánh đòn. Hôm qua cái ban đêm vừa định đứa nhỏ này quá dày vào người, thứ hai trời tờ mờ sáng kiều lộ bụng liền phát động, bắt con không phụ sự mong đợi của mọi người tiếp tục dày vào cha mẹ hắn. Lần này là thật, lại không có dấu hiệu nào, đem trong lúc ngủ mơ kiều lộ đau tỉnh lại, giữa răng môi tràn ra dày vò ưng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Biển Hải Châu. Tỉnh, ta đau quá, đau nhất, từ Hải Châu một cái giật mình lập tức tỉnh lại, không kịp mơ hồ, phản xạ có điều kiện nhảy xuống giường, dựa theo trước đó nhiều lần thao luyện qua diễn tập để chuẩn bị, mang lên trước đó liền chuẩn bị tốt bao quần áo nhỏ, bao quát đệm giường, thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt, trước đêm đến dưới lầu, nơi đó có một khối chuyên môn dùng để ngừng xe đạp đất trống, trước mấy ngày từ Hải Châu tìm đến một cổ xe xích lô đặt ở nơi đó đem hành lý toàn ném lên đi, trên xe trải tốt giày đặt đệm chăn về sau, cuối cùng lại đem hài tử mẹ ôm xuống tới, một khắc cũng không dám trễ nải, tranh thủ thời gian cưỡi xe chạy tới khoảng cách Nam Hồ Gia Viên gần đây bệnh viện, an an, ngươi mau tới lâu đi phòng bên trong chờ lấy, chờ ma ma sinh xong tiểu muội muội ba ba lại đến tiếp ngươi. Quay đầu hướng vừa mới chạy xuống kiều an dặn dò, tiểu gia hỏa luống cúng sững sờ tại nguyên chỗ móc ngón tay, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ba ba, ta ta sợ hãi, ta, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi, ta sợ hãi, phun một chút liền khóc, nhanh chân phi nước đại, ông lấy ma ma không buông tay, an an, đừng khóc, đừng khóc a. À. Kiều lộ suy yếu vương tay, trung rẩy cho hài tử sát đem nước mắt, thời gian không cho phép chậm trễ, từ Hải Châu cũng bất chấp những thứ khác, tranh thủ thời gian phân phó nói, kia mau lên đây đi, nhanh. Tiểu gia hỏa một ùn ụt bò lên trên xe xích lô, ôm lấy kiều lộ, ôm chặt chẽ trên đường, chỉ nghe thấy Kiều An một người nghĩ linh tinh. Ma ma, ta sợ hãi, An An có chút sợ hãi, không có việc gì, không sợ, không có chuyện gì. Ma ma, mùi mùi là từ đâu ra tới? Muốn sinh bao lâu đâu, trước một vấn đề Kiều Lộ không biết trả lời thế nào, lại thân thể đau đớn để nàng nói không ra lời, cung co lại là từng trận đau, cảm giác đau khó mà chịu đựng. Mỗi lần đau thời điểm chỉ có thể dùng sức bóp gấp đùi, ý đồ chia sẻ điểm đau đớn nàng hô hấp cũng khó khăn, chỉ ngắn gọn hồi phục nhi tử hai chữ, rất nhanh, kiều lộ đau khổ, kiều an nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng, nước mắt nước mũi lưu mặt mũi tràn đầy, khóc đến cực kỳ bi thương, ma ma, về sau cũng không tiếp tục muốn muội muội cùng đệ đệ, không muốn ma ma đau nhất, không muốn ô ô ô, tốt, tốt, kiều lộ ngửa đầu, nồng đậm hô hấp từ trong lỗ mũi tràn ra, ma ma ta cầu nguyện, ta để Phật tổ gia gia phù hộ ngươi bình an, ngoan trên đường đi bị Kiều An chuyển di lực chú ý, có đôi khi quả thật có thể làm dịu một điểm đau đớn, có chút ít còn hơn không. Đợi nàng bị từ Hải Châu đưa đến bệnh viện, người đã đau đến chết lặng. Tối hôm qua hạ một trận mưa, ngày hôm nay mặt trời chói chang, hơi nước bốc hơi hút nóng, trong phòng chẳng phải thông gió, lồng hấp đồng dạng nóng, bị bác sĩ thu xếp nằm tại xuề tay ra thuật trên giường, bởi vì cung co lại không có đạt tới tiêu chuẩn, hiện tại còn không thể đi vào sinh con từ hải châu không biết từ chỗ nào tìm đến một quyển sách cho nàng quạt gió kiều an muốn ba ba xé hai tấm giấy cho hắn ra dán học ba ba cho ma ma quạt gió kiều lộ rất cảm thấy vui mừng có như vậy một nháy mắt nàng thật cảm thấy vì từ hải châu đau như thế một lần giá trị là đáng giá muốn nói cái gì vừa mới há miệng trong bụng đau đớn ra tấn miệng nàng môi tái nhợt đau đến nghỉ thép lên đều kêu không được hai mắt khép kín hai cánh tay nắm chắc từ hải châu tay phải nắm thật chặt, rất căng rất căng, một tia khe hở cũng không có. Nàng ý đồ đem nỗi thống khổ của nàng cảm thụ từ lòng bàn tay truyền lại cho hắn, ý đồ để hắn có thể cảm nhận được nàng một phần vạn đau khổ. Một khắc này, Kiều Lộ chỉ hy vọng có thế có một loại phương pháp, có thế lập tức lập tức đem trong bụng của nàng con non móc ra, dùng phương pháp gì đều được, chỉ cần để hắn mau chạy ra đây. Nàng hiện tại cũng cuối cùng đã rõ, vì sao lại có sản phụ quỳ xuống cầu y sinh cho nàng mổ bụng tin tức. Về sau, mồ hôi thuận tóc rối chảy tới con mắt, có một cái tay trống không, cho nàng nhẹ nhàng lau. Sau đó, thanh âm huyên náo vang lên, một khối hương nồng xốp giòn đào xốp giòn đút tới bên miệng, đau lòng lại thanh âm run rẩy, bên tai bờ vang lên, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, đừng đợi lát nữa sinh con không còn khí lực, cung co lại là từng trận, quá kia một trận thương nhất thời điểm, kiều lộ tranh thủ thời gian cắn xuống một mảnh đào xốp giòn, hiện tại không còn chút khí lực đợi lát nữa tiếng phòng phẫu thuật thật khả năng không còn khí lực sinh, trời. Thật cả một đời cũng không tiếp tục muốn tới lần thứ hai thể nghiệm, cuối cùng, cũng không biết chịu bao lâu, cung miệng cuối cùng đạt tới tiêu chuẩn, kiều lộ rốt cục bị đẩy tới phòng phẫu thuật, từ Hải Châu lo lắng bất an nắm nghi tử chờ ở bên ngoài, kia mong mỏi bộ dáng, hai cha con không có sai biệt, ban lan, phòng giải phẫu đại môn đóng chặt, hai cặp con mắt im ắng gấp chầm chầm đại môn từ hải châu hồn phản phất cũng liền cùng kia phẫu thuật giường cùng nhau đẩy vào hắn liền nhi tử tiếng nói chuyện cũng không có chú ý nghe ba 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 từng làm sao an an lấy lại tinh thần từ hải châu ngồi xuống nhẹ nhàng đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực hút trên người hắn hương hương mềm mềm sữa vị hấp thu lực lượng đúng vậy từ hải châu hiện tại cần từ kiều an trên thân hấp thu lực lượng khả năng không để cho mình hoãn đến trung chân ba ba ta sợ hãi ta sợ hãi kiều an giọng nghẹn ngào mang theo thanh âm rung động nắm lấy từ hải châu vạt áo tay đều là run rẩy có trời mới biết hắn có bao nhiêu sợ sợ ma ma như thế đi vào liền ra không được hắn nhìn hiểu phòng giải phẫu cửa thủy tinh bên trên ba chữ ba chữ kia liền đại biểu ma ma đẩy tới đi muốn làm phẫu thuật phẫu thuật chính là chính là sinh rất nặng rất nặng bệnh nặng người cần bác sĩ tiến phòng giải phẫu cứu vớt kia rất nguy hiểm rất nguy hiểm nguy hiểm đến có khả năng chết mất ô ô ta muốn ma ma ta muốn ma ma, đứa nhỏ này năng lực nhận biết so với bình thường tiểu hài tử đều mạnh hơn, cũng càng dễ dàng suy nghĩ lung tung, mẹ hắn khả năng ở bên trong không có việc gì, hắn cái này vừa khóc, làm cho từ Hải Châu cũng muốn khóc, đừng sợ, ma ma đợi lát nữa liền ra tới, bình an ra tới, như thế bất lực mà tái nhật an ủi nhi tử, trên thực tế hắn trong lòng mình thấp thỏm không thể so kiều an thiếu, sinh con chính là đi một chuyến quỷ môn quan, khi còn bé từ hải châu liền thấy tận mắt hai cái hàng xóm đại tỷ bởi vì sinh con qua đời cũng là bởi vì hai cái này bóng tối dẫn đến hắn có nhiều khi chẳng phải hy vọng kiều lộ sinh tiểu hài hắn thật nhiều thích nàng rất yêu nàng nếu như nàng ra chút ngoài ý muốn khi quá tàn nhẫn hắn thậm chí nghĩ không ra sau này mình nhân sinh sẽ là như thế nào thảm đạm cùng u ám liền giống với cho hắn quang minh lại để cho hắn lâm vào hắc ám nhất định tuyệt đối không được có việc ông trời phù hộ Phật tổ phù hộ, hắn cũng học Kiều An chắp tay trước ngực dáng vẻ cầu nguyện, một lớn một nhỏ ở phòng phẫu thuật trước bái Phật, người qua lại con đường không một không ngừng chân hiếu kỳ vây xem. Nửa giờ sau, từ Hải Châu dần dần tỉnh táo lại, móc ra BB cơ thông báo Kiều Yến, lại truyền tin tức cho Lý Hồng Quân, để hắn có rảnh phái người đi quốc doanh tiệm cơm mua chút sản phụ có thế ăn dinh dưỡng đồ ăn đưa đến bệnh viện tới. Nửa giờ sau, Kiều Lộ còn chưa có đi ra, ngược lại là Kiều Yến cả một nhà chạy đến lại quá 20 phút, Lý Hồng Quân cũng tới, một người không đủ, đem tiểu điếm viên cũng hô đến, bốn cái tay tràn đầy mang theo bốn cái giữ ấm thùng. Ba giờ về sau, phòng giải phẫu đại môn mở rộng, ông lấy tả lót tiểu y tá trước hết nhất ra tới, lại sau đó chính là đẩy xe đẩy nhỏ hai tên bác sĩ, hài tử cha là vị nào? Đến ông hài tử, ta là ta là. Từ Hải Châu vội vàng giơ tay lên, đi lên trước, lại nghĩ chạy trước đến đằng sau tìm vợ bị tiểu y tá buồn cười giữ chặt cánh tay, trước đừng nhìn lão bà ngươi, ôm một cái hài tử, vợ ta kiểu gì. Vội vội vàng vàng tiếp nhận hài tử, bởi vì lần thứ nhất ôm nhỏ như vậy tiểu hài nhi, chân tay luống cúng, tiểu y tá giáo hắn rất lâu mới học được, thật là đần, mẫu nữ bình an, đi thôi, đem vợ ngươi đưa trong phòng bệnh đi. Ngay sau đó, một đoàn người bước nhanh đi theo tiểu y tá, để kiều lộ phẫu thuật giường tiến một gian phòng bệnh, đi được nhanh, mọi người lòng tràn đầy trong mắt đều là kiều lộ cùng kiều lộ vừa sinh ra tới tiểu bảo bảo, không ai chú ý tới theo sát đội ngũ cuối cùng, sốt ruột bận bịu hoảng chạy chậm đến đuổi theo bọn hắn tiểu bất điểm, ô ô, chờ ta một chút, chờ ta một chút, ta cũng phải nhìn ma ma, ta muốn nhìn muội muội của ta, kiều lộ là hôm nay cái thứ nhất đến bệnh viện sinh con bảo mụ, tiến vào phòng bệnh thời điểm, bên trong là trống không, không có một người. Hài tử bị từ Hải Châu đặt ở một cái khác trương không lấy trên giường bệnh, không kịp chờ đợi chạy tới sát vách nhìn lão bà, kiều lộ, kiều lộ. Nóng hổi đại thủ nắm chặt nàng tay, kiều lộ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, giống như bị mồ hôi tẩy qua một lần giống như, mỏi mệt tràn ngập mặt của nàng, mặt trắng đến giống như bôi một tầng phấn, bạch đến gần như tiếp cận với trong suốt, phản phất cả người tùy thời đều có thể liền một trận gió, cực nhanh mà đi, cuối người, đau lòng tại nàng thái dương in lên một hôn, vất vả. Ta yêu ngươi trong lòng hỗn giống như quá một đạo điện, tê tê dại dại, dù cho mệt đến không muốn nói chuyện, kiều lộ vẫn là bám lấy khí lực, uống lên bờ môi, hỏi hắn, bảo bảo đâu? Thế nào, giống ai, nữ hoa hoa, giống ngươi? Kỳ thật từ Hải Châu cũng không biết giống ai, vừa mới ôm lấy hài tử chỉ nhìn thoáng qua, con mắt liền dính trên thân nàng, lại nói, vừa ra đời tiểu hài, ai nhìn ra được giống ai a? À? nói thật, kiều lộ hiện tại thật vui vẻ, nhất là làm tiểu y tá mở ra phòng giải phẫu đại môn một khắc này, trông thấy một đống lớn khuôn mặt quen thuộc vây ở phòng phẫu thuật bên ngoài, tim trướng đến tràn đầy, Kiều An, ngươi đi đâu vậy đâu, muội muội ở chỗ này đâu, mau tới đây. Nhìn xem muội muội ngươi. Cùng ngươi khi còn bé một cái khuôn đúc ra tới. Kiều Yến vui vẻ chào hỏi tiểu gia hỏa nói, tiểu gia hỏa rốt cục chen vào phòng bệnh, mắt to nhìn chung quanh, lo lắng hé miệng, tìm kiếm lấy cái gì ma ma đâu? Ta thấy thế nào không gặp mẹ nha? Con ruồi không đầu tựa như loạn chuyển, an an. Kiều lộ suy yếu hô một câu, đây mới gọi là hài tử phát hiện bị người ngăn trở thân thể, tranh thủ thời gian chạy gấp tới, đẩy ra ngăn tại trước mặt ba ba, hô to, ma ma. Kiều an hưng phấn ôm lấy mụ mụ cánh tay, khuôn mặt nhỏ dán dáng nàng bị mồ hôi ướt nhẹp da thịt, ma ma ngươi trốn ở chỗ này nha, ma ma ngươi đem muội muội sinh ra rồi ngươi làm sao sinh đây này bụng có phải là đào một cái hố nha ma ma ngươi đau sao ma ma ta có thể cho ngươi thổi thổi lập tức vừa mới đổ đầy cảm động tâm lập tức lại đựng đầy yêu thích kiều lộ yêu thương ánh mắt liếc nhìn hắn một vòng vui mừng cực hảo hài tử ma ma không cần thổi ngủ một giấc liền tốt kiều an hưng phấn nhảy dựng lên kia ma ma ngươi nhanh đi ngủ ma ma ta ở chỗ này chờ ngươi ta một mực đang nha kiều lộ bị nhi tử thiên chân khả ái chọc cười, cười đáp phía dưới ẩn ẩn làm đau, ngươi dỗ tiểu hài chút đấy, thối bảo, nở nụ cười, kiều an quay người, ngẩng đầu, đối từ hải châu khoát khoát tay, ba ba, ba ba để tất cả mọi người ra ngoài đi, ma ma muốn ngủ, nơi này quá ồn nha, tiểu đại nhân đồng dạng giọng nói chuyện đem hắn cha chọc cười, xoa xoa tóc của hắn, yêu thương thân thiết khuôn mặt nhỏ của hắn, được, hài tử mẹ cần nghỉ ngơi, vừa ra đời sữa bé con càng cần nghỉ ngơi, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ lưu Kiều An trong phòng, từ Hải Châu đem các bằng hữu thân thích đưa ra phòng bệnh, thẳng đến đem người đều đưa tiễn, trong phòng bệnh triệt để yên tĩnh trở lại, đây mới thực là thuộc về một nhà bốn người ấm áp thời khắc, chương 105, con mới sinh xương cốt mềm mại, trên người mùi sữa không người có thế chống cự, tiếu tiếu tiểu bảo bối lão phụ thân cùng ca ca, suốt ngày ôm lấy nàng thân A thân, hút A hút, không sai, Kiều Lộ cùng từ Hải Châu hài tử, cuối cùng đặt tên là Kiều xinh đẹp, nhũ danh Tiếu Tiếu. Mẹ già đối hài tử không có yêu cầu khác, thật vui vẻ vui vui sướng sướng, sau khi lớn lên làm một cái vui vẻ tiểu mỹ nữ là đủ, cho nên đặt tên là xinh đẹp, về phần họ. Trước đó Tết Xuân cùng từ phụ từ mẫu thảo luận qua, hai lão nhân đều biểu thị không quản được Hải Châu đứa nhỏ này, theo hắn đi tốt, cuối cùng từ từ Hải Châu đánh nhịp quyết định, vậy liền cùng Kiều Lộ họ đi bên này trong phòng ngủ tiếu tiếu bảo bối bị ba nàng cùng ca ca thân phải không xong kiều lộ nhìn không được tranh thủ thời gian gọi lại hai cái đừng thân đừng thân hài tử sức chống cự yếu luôn luôn thân hắn dễ dàng đắc thủ đủ miệng bệnh đại nhân tùy thân mang theo không biết bao nhiêu bệnh khuẩn như thế tần suất tiếp xúc thân mật con mới sinh thật là đáng sợ từ hải châu bưng lấy tiểu bảo bối lưu luyến không rời dời đầu hỏi thê tử ta là cha hắn cũng không thể thân kiều lộ bật cười chậm rãi đem chăn mỏng hướng trên bụng rồi nghệ hắn một chút không thể ngươi chính là hắn tổ tông cũng không thể hôn kia an sao có thể thân sao ta là ca ca của hắn tiểu gia hỏa kích động vui sướng giơ lên tay nhỏ kiều lộ thở dài vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn dưa thật đáng tiếc cũng không thể a à. kiều an thất vọng rủ xuống đầu kiều lộ cười ra tiếng nhưng là có thể sờ sờ nàng chân nhỏ tay nhỏ hút cổ nàng bên trên hương vị cũng là có thể. Kiều An tâm tình âm chuyển tinh, hi hi ha ha cùng ba ba tranh cướp giành giật muốn hút mùi sữa mùi sữa muội muội. Tiếu Tiếu sau khi sinh, Kiều An vẫn là không có đi ngủ con của hắn đồng phòng, bởi vì muội muội ban đêm tổng khóc trống, Kiều Lộ nghỉ ngơi không tốt, sữa liền không tăng, lại vừa sinh xong hài tử mẫu thể là cần nhất tu dưỡng thời điểm, bất đắc dĩ, đành phải đem từ Hải Châu đá vào nhi đồng phòng, mang Tiếu Tiếu đi ngủ. Kiều Lộ đơn độc tại phòng ngủ chính mang nhi tử ngủ, hai mẹ con bên này là ngủ ngon, từ Hải Châu bên kia, chỉ cần tiếu tiếu tỉnh dậy, cũng đừng nghỉ ngủ. Ngẫu nhiên ban đêm lên tìm Kiều Lộ cho bú, ma ma nhắm mắt lại cho ăn xong sữa xoay người ngủ tiếp, mặc kệ hài tử khóc không khóc, tóm lại để từ Hải Châu ôm đi bên ngoài gian phòng mình hống, đừng đến nhau nhau nàng cùng nhi tử nghỉ ngơi. Hài tử cha ôm lấy oa oa khóc lớn không chỉ nữ nhi, mê mang đứng tại trên ban công nắm sao, đêm đó, đêm lạnh như nước sao lốn đốn đầy trời liền nói như thế nào đây gió đêm rất mát mẻ giải nóng nhẹ nhàng khoan khoái còn có nữ nhi to rõ âm nhạc nhạc đệm ân rất tốt từ hải châu tích lũy một lớn chồng ngoại hối phiếu lúc đầu đáp ứng lão bà muốn tích lũy lên mua máy giặt kết quả máy giặt không có tích lũy đến toàn cống hiến cho không tuổi tiếu tiếu cái gì sửa bột a tả giấy a tả giấy loại vật này đại lục không có sinh sản đầu năm nay lưu hành đệm tả, bẩn liền tẩy, tuần hoàng lợi dụng, sữa bột đại lục thị trường có bán, nhưng kiều lộ nói công nghiệp kỹ nghệ không thành thục, bọn hắn đã có phiếu, có thế mua được ngoại quốc bản hiệu sữa bột, tiêu ít tiền mua tốt hơn cũng không sao, nhất là tả giấy, thật thực dụng, quá thực dụng, sử dụng hết liền ném, miễn đi tẩy tè ra quần phiền não, kiều lộ ở cử trong lúc đó, kiều yến hầm một nồi ô canh gà thật xa cho nàng đưa đến nhà. Kỳ thật Ô Canh Gà đối từ Hải Châu đến nói có cái gì khó đây này. Chủ yếu là trải nghiệm Kiều Yến đối muội muội phần chân tình kia, lẽ ra Kiều Lộ mang hài tử so Kiều Yến còn có kinh nghiệm tới, Kiều Yến vẫn là thói quen gánh vác lên tỷ tỷ cùng mẫu thân nhân vật, lúc đầu ta hầm chính là Ô Canh Gà, rất bổ đi. Ta bà bà đâu, nhất định phải ta thêm điểm trùng thảo đi vào, vật kia tốt bao nhiêu a, à? chết đắc, Giang Hà nói để lại cho ta bà bà ăn, thân thể nàng không tốt. Không nghĩ tới ta bà bà còn rất hào phóng, để ta thả điểm tại trong canh cho ngươi đưa tới. Trời, Trùng Thảo, anh rễ lợi hại a, à, cái này đều có thể làm ra. Kiều lộ hâm mộ nhìn qua nàng, dùng cái thì tại trong canh quấy quấy, nồng đậm tươi hương hương vị. Dù cho gần đây điên cuồng ăn thịt gà, thịt cá bổ thân thể, chán ăn lệch ra, trông thấy cái này một lớn chung ô canh gà, vẫn là không nhịn được bài tiết nước bọt. Tỷ, ngươi bà bà thật tốt, đồ vật đắt như vậy liền đưa ta không phải đâu, là người khác đưa cho Giang Hà, cầu hắn làm việc đâu, mà lại trong nhà còn có một số, cũng không phải một lần liền hầm xong. A, à, hiểu. Nhân tình xã hội, tặng lễ dễ làm sự tình. Lúc đầu Kiều Yến còn muốn tiện thể giáo muội muội như thế nào chính xác thực dụng tả, trước đó sinh Kiều An thời điểm, tả đều là Lữ Tú Hoa cùng Kiều Yến thao tay, Kiều Lộ khi đó tình trạng cơ thể cùng tâm lý tình trạng không tốt, loại chuyện này đều không có để chính nàng tới kết quả kiều lộ nói không cần nàng giáo, bọn hắn mua nước tiểu không ẩm ướt, khá lắm, nước tiểu không ẩm ướt. Hàng cao cấp gì, tuyết đồng dạng trắng, vừa mềm lại dày đặc, một thùng nước lớn đổ vào, hút tràn đầy một giọt không lọt, cái này nhưng so sánh tả dùng tốt mấy trăm lần, lại một cái, tả giấy món đồ kia, quý không nói, mấu chốt nó là một lần tính. Sử dụng hết liền ném, con mới sinh nước tiểu nhiều thịt thịt nhiều, một ngày liền phải ném mấy trương, ném là cái gì? không phải cất đái là tiền tiền a t ngẫm lại giá cả kia kiều yến liền đau lòng ám đạo từ hải châu cái này tân thủ ba ba một chút cũng không biết cách sống kiều lộ nhấp một hớp tranh than thở nói tả giấy tính là gì muốn mua đồ vật nhiều nữa đâu ta còn muốn chờ tiếu tiếu lớn mua cho nàng có thể đẩy mang trần nhà cái chủng loại kia hài như xe đâu đoán chừng phải sai người từ cảng thành phố mang kiều yến kinh ngạc cái gì cảng thành phố Ngươi bản lĩnh không nhỏ a à, chỗ nào nhận biết cái gì cản thành phố người kiều lộ nói có người bằng hữu bằng hữu bằng hữu là cản thành phố người kiều yến liếu lưỡi cảm thán các ngươi hai lỗ hổng làm ăn không được đầu tháng 9, khoảng cách kiều lộ trong tháng làm xong còn có 11 ngày số một ngày này có đại sự phát sinh kiều an tiểu bảo bối sắp trở thành một học sinh tiểu học nói nhanh không nhanh chậm cũng không chậm giống như từ lần trước bọn buôn người sự kiện đến bây giờ từ nhà trẻ giao qua tiểu học chẳng qua thời gian một cái nháy mắt trường học chọn tại cách nam hồ gia viên hơi gần lê an thành phố thứ hai tiểu học tên gọi tắt hai nhỏ bởi vì có lê an thành phố bản địa hộ khẩu đầu năm nay cũng không có học khu phòng khái niệm trực tiếp báo danh liền có thể nhập học trường học tại toàn bộ lê an xếp tại hai ba tên đầu tiên là lê an trung tâm thành phố tiểu học cách nam hồ gia viên có chút xa cử xe đạp ít nhất một cái giờ không bằng ngay tại cửa nhà mình trường học bên trên vừa lên được rồi, khác biệt không lớn. Trước khi vào học một ngày, Kiều An mất ngủ đến ngủ không được, ban đêm bò vào mụ mụ trong ngực, lật qua lật lại giày vò nàng ngủ không được, ấn xuống tiểu nhân nhi loạn bày thân thể, Kiều Lộ nhỏ giọng hỏi hắn, con ngoan, làm sao vậy, ngủ không được sao? Mất ngủ rồi, từng, có một chút điểm. Ông lấy Kiều Lộ, cọ sát đầu, mụ mụ trên thân, mùi sữa thơm tốt nồng a, à, có đôi khi nghe giống như tại văn muội muội đồng dạng, thoáng chớp mắt ngươi 6 tuổi, thành học sinh tiểu học, thời gian thật nhanh nha, có phải là nha an an, từng Quá nhanh, muốn là ta vẫn là 5 tuổi liền tốt, phốc phốc, trước đó bên trên nhà trẻ, ngươi nói muốn một mực 4 tuổi. Lúc này biến thành học sinh tiểu học, lại nghỉ 5 tuổi. Chờ ngươi bên trên sơ trung, có phải là hy vọng mình vẫn là học sinh tiểu học, sơ trung là cái gì? Dơ lên cái đầu nhỏ, Ý đồ trong bóng đêm thấy rõ mụ mụ mặt. Tiểu học đọc xong liền phải đi sơ trung trường học. Kiều lộ giải thích, Kiều An sợ hãi tháng phục. Ta muốn đọc nhiều như vậy trường học a? À, đúng vậy a, à, sơ trung xong còn có cao trung, còn có đại học đâu. Nếu là An An tái xuất hơi thở điểm, tiếp tục đào tạo sâu, đổi lại cái trường học học nghiên cứu sinh, đọc tiến sĩ. Vậy nhưng thật sự là dông dài, nhiều lắm nhiều lắm, nhiều như vậy lời nói. Vậy ta mỗi ngày ở trường học đọc sách ta nhìn sách có phải là có thể đem cả phòng nhồi vào nha từng nếu như ngươi một ngày nhìn một quyển lời nói hẳn là có thể chứa đầy tốt a à. đọc sách vẫn là rất hấp dẫn hắn đêm hôm khuya khoắt có cảm giác không thể ngủ bồ nhi tử trò chuyện một chút phi lý đối thoại lại nghe bên ngoài vụn vụn vặt vặt tiếng khóc kiều lộ không khỏi cảm thán mang bé con thật vất vả tốt không trò chuyện ngủ đi ma ma ngày mai cùng ba ba cùng một chỗ đưa ngươi đi học Kiều An trừng to mắt, đẩy Kiều lộ cánh tay, thế nhưng là ma ma, ba ba nói, ngươi bây giờ đang ngồi trong tháng, ở cử chỉ có thể ở trong nhà, dì hai nói ngươi không thể hóng gió, thổi gió, về sau, lão, ngươi liền xong rồi, sẽ xảy ra bệnh, Kiều lộ cười, nàng xong rồi. Làm sao cái xong pháp? Nhi tử biểu đạt phương pháp quá đùa, ông lấy hắn, nói, không có chuyện, ma ma quấn chặt thực điểm, Kiều An lắc đầu, tiếng nói mang theo vội vàng, không được không được không được ma ma ngày mai ta cùng ba ba đến liền có thể ngươi ở nhà mang muội muội ma ma không bồi ngươi đi ngươi có thể chứ đừng đến lúc đó khóc nhè nha kiều lộ chế nhạo nói kiều an suy nghĩ thật lâu nhưng thật ra là rất muốn cho ma ma bồi tiếp cùng đi a à, thế nhưng là thế nhưng là cũng không nghĩ để ma ma sinh bệnh a à, thế là nắm chặt nắm tay nhỏ không thèm đếm sĩ đồng dạng ma ma ta có thể ta bảo thật ngoan, ma ma yêu ngươi. Kiều lộ vui vẻ tại nhi tử trên mặt ấn xuống một cái hôn, tiểu gia hỏa bưng lấy kiều lộ đầu hôn trả lại, hôn nàng tràn đầy mùi sữa mặt, ma ma ta cũng yêu ngươi, ta yêu ma ma, sao ma ma yêu ta, còn muốn yêu ngươi. Buổi sáng, từ Hải Châu cho nhi tử làm điểm tâm, ăn xong trên lưng sách nhỏ bao đi học, trước khi đi kiều an trước chạy đến phòng ngủ, chờ muội muội tại ma ma trong ngực uống xong sữa, bưng lấy đầu nhỏ của nàng, hôn một chút nàng ấm hô hô cổ hương hương muội muội ca ca đi ca ca hôm nay bắt đầu liền biến thành học sinh tiểu học chờ ca ca buổi chiều tan học trở về lại nhìn ngươi đi dứt lời đi sờ bàn tay nhỏ của nàng bàn chân nhỏ muội muội còn chưa đầy tháng không thích mở mắt nhất là uống xong sữa chỉ muốn mỹ tư tư ngủ một giấc nhưng buổi sáng hôm nay muội muội uống xong sữa chẳng những không ngủ ngược lại mở to lưu ly đồng dạng con mắt đẹp trong mong nhìn qua ca ca tay nhỏ giữa không trung vung vẩy muốn sờ hắn bất đắc dĩ bàn tay ngắn thân thể vừa mềm không có cách nào đứng lên sờ hắn kiều an nhìn xem tiếu tiếu một loạt động tác tâm đều hóa thành nước vui vẻ chết rồi ca ca tan học về sau nhất định cái thứ nhất lao ra sau đó ba ba cưỡi xe đạp đem ta tiếp trở về chúng ta liền có thể gặp mặt ngươi ở nhà muốn nghe lời của mẹ nha sẽ mùi mùi sẽ nghe lời của mẹ kiều lộ cầm lấy tiếu tiếu tay Sung nhi tử quơ quơ bắt chước muội muội nói chuyện ca ca đi nhanh đi muội muội ghi nhớ ngươi a à, muội muội ở nhà chờ ngươi a à, ca ca đừng khóc mũi là được rồi kiều an rất vui vẻ giống như muội muội thật tại nói chuyện với nàng tựa như tốt ta sẽ không khóc nhè ca ca là nam tử hán hoa quay đầu dắt từ hải châu tây sải bước đi ra ngoài ma ma gặp lại chờ ta trở lại nha bái bai, con ngoan tiếu tiếu tỉnh dậy thời điểm kiều lộ hoàng mỹ lo lắng chuyện khác tiếu tiếu ngủ về sau mẹ già bắt đầu nghĩ nhi tử nghĩ hắn ở trường học có khóc hay không giao đến bạn mới sao trường học đồ ăn có hợp khẩu vị hay không lão sư có được hay không trường học có lớp bên ngoài sách cho hắn nhìn sao hài tử gặp được không biết chữ dám đi hỏi lão sư sao ai chỉ có chân chính làm cha làm mẹ mới hiểu được những cái kia tàu nhau nhắc tới cũng không phải là huyệt trống dâng lên phụ mẫu đối hài tử lo lắng là khắc vào thực chất bên trong ghen, rất khó không đi nghỉ. Thế nào, An An không có khóc đi. Sau một giờ, từ Hải Châu về đến nhà, tiện đường tại xốp giòn hạt dễ trai mua hai bao hoa sen xốp giòn, cho hài tử mẹ giải thèm một chút. Không, tìm tới vị trí về sau, đặc biệt dũng cảm nói, ba ba ngươi đi đi, ta một người có thể. Ngươi không nhìn thấy, chung quanh thật nhiều tiểu hài đều khóc đâu, chỉ chúng ta nhà An An, đặc biệt lớn khí cùng ta phất tay để ta đi như thế hiểu chuyện đâu ăn hoa sen sốt giòn Kiều lộ cười nói Đúng vậy a à. từ Hải Châu nở nụ cười đưa nàng cùng nữ nhi cùng nhau ôm vào lòng cảm giác an An tự mình trải qua ngươi sinh tiếu tiếu sự tình về sau một chút lại hiểu chuyện thật nhiều Đúng vậy a à, ai hắn đêm qua bởi vì không để ta bị gió thổi sinh bệnh nói ra học ngày đầu tiên không cần ta bồi nhưng ta nhìn ra được hắn có thể nghĩ để ta tiễn hắn đi học kìm nén không nói đâu từ hải châu bật cười cảm thán đứa nhỏ này ăn mấy khối hoa sen sốt giòn kiều lộ chọc chọc từ hải châu lồng ngực ngươi đây lúc nào khởi công chờ ngươi trong tháng làm xong đi không vội nắm chặt nàng tay đặt bên môi hôn một chút kiểu mới rất lâu đều không có thời gian ra ít lợi đều hạ xuống kiều lộ biểu môi gần đây ngứa tay rất muốn làm quần áo từ hải châu còn nhiều thời gian chờ bên này nhàn rỗi xuống tới còn sợ không kiếm được tiền sao kiều lộ từng nói như vậy xác thực không cần phải gấp hai giờ về sau hài tử từ trong lúc ngủ mơ thanh tĩnh cái đầu nhỏ tại kiều lộ trong ngực củi a ủi tìm sữa nguyên đâu kiều lộ vén lên quần áo cho ăn ăn vào một nửa thời điểm mũi một ngứa bỗng nhiên hắt hơi một cái trực tiếp đem hài tử dọa đến không ăn dừng lại giống như thời gian cấm chỉ đồng dạng nhìn chăm chú nàng làm sao tiếu tiếu ma ma nhảy mũi hù đến ngươi à nha hài tử không có phản ứng một lúc lâu sau, bỗng nhiên duỗi ra nàng kia mềm miên miên tay nhỏ, cố gắng hướng lên nhất, nàng tự hồ là muốn sờ sờ mụ mụ mặt, kia nhỏ biểu lộ, giống như đang an ủi ma ma giống như, ôi, tâm đều hóa, kiều lộ mỉm cười, thân bàn tay nhỏ của nàng, không có việc gì không có việc gì, tiếp tục ăn đi, ta ai da, tiếu tiếu, tiếu tiếu cũng ngoan, đúng không? Từ Hải Châu cười nhẹ, chọc chọc đang uống sữa nữ nhi, chỉ là nhẹ đụng nhẹ bàn tay nhỏ của nàng cánh tay, một chút liền khóc, oa oa khóc lớn, khóc tiếng điếc tai nhức óc, từ Hải Châu, thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, coi như hắn không nói. Chương 106, Kiều An buổi chiều tan học về nhà, mở cửa sau chuyện thứ nhất, chính là ném túi sách chạy phòng ngủ tìm muội muội cùng mama. 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 Muội muội. Ta có việc hay nói cho các ngươi biết, cười toe toét dừng lại chạy, kết quả đến phòng ngủ không nhìn thấy người buồn bực gãi gãi đầu ra khỏi phòng an an gấp cái gì đâu ma vừa rồi gọi ngươi đều không nghe thấy kiều lộ điên điên trong ngực tỉnh dậy tiểu bảo bối hài tử khó được là thanh tỉnh trạng thái kiều lộ liền dẫn nàng ra tới phơi nắng trời chiều ai nha nguyên lai like ma cùng muội muội tại ban công nha kiều an lập tức công người ra bên ngoài chạy ma ma muội muội hôm nay ngoan sao có muốn hay không ta nha hưng phấn hướng hai người chạy đi chạy đến ban công cổng thời điểm bỗng nhiên thả chậm bước chân, sợ đụng vào ma ma cùng muội muội, nghĩ, có thể nghĩ ngươi, không gặp được muội muội của ngươi ăn cơm đều không thơm. Đưa ra một cái tay, gãi gãi cái cầm của hắn, sinh hai thai, đại bảo bối cảm xúc cũng phải chiếu cố đến đâu, a à, vậy làm sao bây giờ đâu, nếu không. Kiều An Linh Quang lóe lên, reo lên, kia ma ma đem hình của ta cho muội muội đi, cả nhà của chúng ta phúc, phía trên có hình của ta, đúng, chúng ta lúc nào lại đi chiếu một lần đâu nhất định phải đem muội muội chiếu vào đi nha còn sớm đâu kiều lộ bật cười liếc mắt từ hải châu chính mang theo giỏ rau hướng trong phòng bếp đi đeo lên tạp về bắt đầu hắn nấu phu kiếp sống trong lòng ngọt ngào đối đại bảo bối nói chờ muội muội trăng tròn về sau đi đi chiếu hai tấm tốt nắm lấy kiều lộ vạt áo đi theo bước tiến của nàng lẹt xẹt lấy chó con dép lê từng bước một đi vào phòng khách ma ma muội muội lúc nào trăng tròn. Trăng tròn chính là mấy tháng đâu, trăng tròn chính là một tháng nha, một tháng, hiện tại còn có mấy tháng, còn có 10 ngày đi, a à, kia rất nhanh, đúng nha, ban đêm một ăn mặn hai làm, chịu màu trắng sữa canh cá, tô mì bên trên vẫy mấy quả xanh mơn mởn xanh thẳm, đẹp mắt. Lại có một bàn rau xanh xào khoai lang dây leo, một bàn tây lam hoa, ăn xong cho ăn tiếu tiếu bú sữa, hài tử uống xong liền ngủ, ngủ về sau, Kiều Lộ ôm lấy Tiếu Tiếu trong phòng khách đi dạo vài vòng, bởi vì không tiện đi ra ngoài, cho nên mang Kiều An đi công viên tản tản bộ chạy bộ, thuận tiện chơi bóng rổ, cái này hai nhiệm vụ giao cho từ Hải Châu. Đây là lão từ gia mỗi ngày phải làm rèn luyện vận động, phụ mẫu mang hài tử cùng một chỗ làm, làm ít công to, còn có thể nuôi dưỡng yêu quý vận động thói quen tốt. Kiều Lộ lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hai cha con đi ra ngoài, trước khi đi, Kiều An để ma ma ngoan ngoãn ở nhà các loại, trở về cho nàng mang một ít ăn ngon, cùng dỗ tiểu hài tựa như, nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng. Bên này, 6 giờ mở tivi, bên trong phát ra chính là gần đây bạo nổi giận lục hồng công kịch nhiều tập, thượng hải bãi, kiều an cùng từ hải châu hai người đáng yêu nhìn, mỗi ngày tất canh giữ ở trước máy truyền hình chờ đợi tiết mục truyền ra, vẫn yêu hát tivi khúc chủ đề, mỗi ngày cũng không có việc gì liền hừ một câu, sống chạy sóng lưu. Cái này điểm lẽ ra tản bộ nên trở về đến, cổng chậm chạp không có động tĩnh. Kiều lộ buồn bực ngán ngẫm xem tivi, kịch bản nàng biết tất cả, nhưng trước đó bồi lão công hài tử nhìn, cảm thấy thật có ý tứ, lúc này tự mình một người nhìn, thật sự nhàm chán cực độ. Xem tivi kịch không bằng nhìn tiếu tiếu bảo bối, hài tử tại trong ngực nàng ngủ say sưa, điềm tĩnh ngủ nhang, phấn nộn khuôn mặt, còn chưa đầy tháng tiểu gia hỏa, xương mũi sau so người trưởng thành còn ưu việt, cầm đường vòng cung so kiều lộ nhân sinh quy hoạch còn rõ ràng đã có thể xuyên thấu qua ngũ quan trông thấy kiều xinh đẹp tiểu bảo bối tương lai nhan giá trị, ngũ quan tận chọn phụ mẫu ưu điểm dài, thỏa thỏa đại mỹ nhân, nhìn một chút, ngáp một cái, dựa vào ở trên ghế salon ôm lấy bảo bối ngủ quá khứ, không biết qua bao lâu, luôn cảm thấy một thế kỷ, kỳ thật mới quá 10 phút đồng hồ, vừa uống no bụng sữa không bao lâu tiếu tiếu, bỗng nhiên tại ma ma trong ngực thở hỗn hển thở hỗn hển uống qua uống lại, vặn vẹo biên độ quá lớn, đem kiều lộ từ trong lúc ngủ mơ kéo tỉnh, làm sao bảo bối, ngáp một cái, còn chưa ngủ đủ, xem xét đồng hồ, 6 điểm 20, mới ngủ 10 phút đồng hồ, gia hỏa này, sẽ không lại đói bụng không? Nhưng 20 phút trước mới cho ăn quá sữa a, à, tiểu gia hỏa không biết nói chuyện, cũng không khóc, liền quay cái mông, xoay a xoay, ủi a à ủi, cọ ngực của nàng, kiều lộ xoa xoa con mắt, vén lên quần áo cho hài tử cho bú, kết quả tiếu tiếu không ăn, uống qua uống lại mở ra miệng nhỏ giống như muốn nói chuyện, hết lần này tới lần khác nói không nên lời, đành phải xoay không ngừng, phát ra lẩm bẩm sữa âm, làm sao tiếu tiếu, không phải là muốn ba ba đi. Vẫn là nghĩ ca ca rồi. Tiểu ăn hàng làm sao không muốn uống nải nải rồi, hỏi xong, đương nhiên không chiếm được đáp lại, hài tử như củ xoay, đồ ăn đưa tới bên miệng cũng không gặm cắn một cái, trong lỗ mũi đột nhiên truyền đến một tia nhỏ không thể thấy mùi khét, ngay sau đó trong đầu hiện lên một đạo hình tượng, kiều lộ đột nhiên thanh tĩnh, hỏng bét. Xem tivi trước nàng tiếng phòng bếp đốt một siêu nước. Nước sớm nên mở, vội vàng đem tiếu tiếu thả trên mặt thảm, sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào phòng bếp, trong nồi nước đã đốt sạch, hiện tại khí ga tại thiêu khô nồi, trong nồi ở giữa thành một đống than cốc, lại đến muộn một chút, trực tiếp có thể đem nồi đốt xuyên, vòi nước hạ tiếp tràn đầy một chậu nước, hướng trong nồi đổ, xoẹt xẹt, một tiếng vang thật lớn khói đặc bốc lên hung đến kiều lộ mãnh liệt ho khang hướng phòng bếp bên ngoài lui cửa chính truyền đến chìa khóa vạn cửa thanh âm mở ra ba đôi con mắt hai mặt nhìn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ tiểu gia hỏa trông thấy ma ma sau lưng cuồn cuộn khói đặc nha một tiếng chạy tới ma ma ngươi đang làm cái gì nha thật nhiều khói nghe được trong không khí không thích hợp mùi vị từ hải châu đi nhanh lên đi lên liếc một chút phòng bếp nhìn về phía kiều lộ chuyện gì xảy ra, có đồ vật đốt cháy khác rồi, thở dài, buông xuống trán men bồn, kiều lộ đi đến trong phòng khách, đem tiếu tiếu từ trên mặt thảm ôm lấy, vỗ nhẹ lưng của nàng, cúi người thân khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó đem chuyện đã xảy ra cùng hai cha con nói một lần, nghe xong, kiều an kinh ngạc há hốc miệng ba, nhìn về phía ma trong ngực muội muội từ hải châu hai hàng lông mày gấp vặn, đi tới đem lão bà nữ nhi cùng nhau ôm vào lòng, quá nguy hiểm. Nếu như ngươi không nhớ ra được, khí trời lại nóng rất dễ dàng phát sinh hỏa hoạn ai đúng vậy a à, một mang thai ngốc ba năm lúc này mới mang thai mấy tháng a à, trí nhớ liền không tốt cũng may không có tạo thành rất tổn thất lớn chính là tới gần lò bếp lò đốt đen một khối nhỏ nàng đá hoa cương a à. đau lòng từ quan lửa đến bây giờ tiểu gia hỏa một mực không ngủ lúc này một lần nữa bị mụ mụ ôm lấy tay nhỏ dơ lên loạn vũ mồm dài phải lão đại a a a kiều lộ vén lên quần áo Lúc này, Tiếu Tiếu rất sảng khoái bắt đầu ăn, lại không có mới kháng cự. Ăn xong, hai phút đồng hồ lâm vào mộng đẹp, đỏ rực miệng nhỏ, treo miệng cười mê người, phản phất đang an ủi ma ma đừng sợ. Trời, đây là huyền học A. À. Quá tà dị, Hải Châu, Tiếu Tiếu thật đúng là nhà chúng ta phúc tinh A, à, đến báo ân đi, nghe xong toàn bộ quá trình, lại nhìn nhà mình nữ nhi phản ứng. Từ Hải Châu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực, thật tốt tà dị, hài tử ngủ ngon tốt đột nhiên tỉnh lại, không bú sữa cũng không khóc, chỉ náo mẹ của nàng, sau đó thành công cứu vãn một trận sắp phát sinh hỏa hoạn, phúc tinh. Kiều An giống như biết phúc tinh là có ý gì, chính là có phúc khí ngôi sao A, à. ma ma nói muội muội là phúc tinh, chính là nói muội muội là có phúc khí tiểu tinh tinh, kia ma ma, An An là ngôi sao gì? Muội muội có thể là ngôi sao, hắn làm sao liền không thể là nữa nha, An An A. À. An An là. Kiều lộ vắt hết óc, nói, An An là manh tinh, manh tinh là ngôi sao gì, manh tinh A, à, manh tinh chính là đáng yêu nhất, nhất làm cho người thích tinh, tất cả mọi người yêu An An, ma ma, vậy ta thích manh tinh. Ta cũng thích phúc tinh. Nhà chúng ta hiện tại có hai cái tinh á, đúng vậy a, à, hai cái tinh đều là ta bảo, hì hì, vạn vật đều có linh, kiều an cùng kiều xinh đẹp, đều là lão thiên gia đưa cho hai vợ chồng lễ vật tốt nhất. Chương 107 trung tuần tháng 9, tiếu tiếu rốt cục trăng tròn. Hai vợ chồng chuẩn bị hai ngày nữa đến chủ nhật thời điểm cho tiểu bảo bảo lo liệu trận tiệc đầy tháng. Hai tử trăng tròn cũng liền đại biểu kiều lộ ở cử ngồi vào đầu, có thể tự do hoạt động, nhưng làm nín hỏng nàng ở trong phòng tốt dừng lại phi nước đại, giải phóng, thứ tư buổi sáng rời giường, cho nữ nhi cho ăn lần sữa. Từ Hải Châu dãy dụa lấy rời giường muốn cho một nhà lớn nhỏ nấu cơm, bị Kiều Lộ đè lại, đừng nhúc nhích, hôm nay để ta làm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiếng nói đừng đề cập nhiều ôn nhu, cuối người, phụ bên trên mang theo mùi sữa hôn, gần đây mệt chết ngươi, nghỉ ngơi thật tốt đi, có kiều lộ câu nói này, tất cả vất vả đều hóa thành không đáng chú ý bụi bặm, tạ ơn nàng dâu, hơn nửa năm chưa làm qua cơm, kiều lộ có chút ngượng tay, tiểu mễ canh bí đỏ, nước trộn lẫn ít, nấu phải cùng bí đỏ cơm khô giống như. Rau xào rau xanh hỏa hầu lớn, xào khô khang không có từ hải châu làm ăn ngon khổ sở cũng may lão công nhi tử đều nể tình khen nàng tay nghề tốt kiều lộ trong lòng mới tính dễ chịu chút điểm tâm miễn cưỡng đối phó đi qua giữa trưa vẫn là để thân thiết lão công làm đi trăng tròn yến đừng mời tại quốc doanh tiệm cơm ta nghe lý thái thái nói bách hóa cao ốc đầu kia đường phố mới mở quán cơm kêu cái gì bạn trang tiệm cơm tư nhân nàng nói mùi vị không tệ mời ở nơi nào đi nghe xong danh tự liền hiểu được cái này tiệm cơm giá cả không rẻ, từ hải châu nhíu mày, vuốt một cái mũi của nàng xương, ở chúng ta trên lầu vị kia, xưởng kim khí lý xưởng trưởng lão bà, ngươi cùng với nàng quen như vậy rồi, kiều lộ hoạt bác cười một tiếng, ông lấy tiếu tiếu vỗ vỗ lưng của nàng, vừa cho nàng làm cái nôi, bên cạnh về hắn nói, đúng vậy a, à, cái tiểu khu này ta liền cùng với nàng tốt nhất, niên kỹ không chênh lệch nhiều nha, cũng đều là hài tử mẹ, có thế nói chuyện chủ đề nhưng nhiều. Mà lại nàng là giáo sư trung học Mỗi lần cùng ta chia sẻ trong trường học Những học sinh kia chuyện lý thú Quái có ý tứ, bá 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 khả năng trò chuyện Từ Hải Châu như có điều suy nghĩ Phước cầm nói Rất tốt, đến lúc đó ta đi xem một chút Cái này bạn trang tiệm cơm Được, đầu năm nay Tư nhân tiệm cơm giá cả đều đắt Nhưng món ăn so quốc doanh tiệm cơm phong phú Cái này gọi bạn trang tiệm cơm tiệm cơm Bên trong thậm chí có cản đồ ăn Ăn mới mẻ sức lực cũng được dù sao bọn hắn không thiếu tiền. Năm ngoái đầu tháng 8, ta quốc phái ra một chi vận động viên đại biểu đội ngũ, đi xinh đẹp quốc tham gia một giới thế vận hội Olympic, hứa hải phong mặc một thân Trung Quốc đỏ hoa mai quần áo thể thao, vì Trung Quốc thắng được cái thứ nhất kim bài, sau đó, hoa mai bài quần áo thể thao bạo đỏ cả nước, một áo khó cầu. Năm ngoái từ Hải Châu từ trên báo chí nhận được tin tức lúc sau đã là lúc tháng 10, khi đó quần áo thể thao dậy sóng vừa mới truyền đến Lê An thế là ngửi được tiền tài phong bạo hắn gắng sức đuổi theo buông xuống trong tay bên trên tất cả công việc mang lên lý hồng quân ngàn dặm xa xôi đuổi tới tân thành phố nhập hàng một người xách hai con bao tải to phong trần mệt mỏi mệt mỏi thành chó cũng may công phu không phụ lòng người trong một tháng quần áo thể thao toàn bộ bán không các cái khác đám lái buông kịp phản ứng lê an thành phố bán hoa mai bài quần áo thể thao thương gia sớm đã nước tràn thành lục thịt là không kịp ăn uống miệng canh thịt đi sau đó đến tháng 11, Kiều Lộ liền mang thai, đằng sau liên quan tới quần áo thể thao tình huống cụ thể nàng cũng không hiểu như vậy, một mực là từ Hải Châu cùng Lý Hồng Quân thao tay. Lúc này liền chủ đề trò chuyện, Kiều Lộ cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai like từ Hải Châu cùng Lý Hồng Quân chuyên môn chạy một chuyến tân thành phố mới mua sắm trở về Hoa Mai bài quần áo thể thao, thời gian hơn một năm, kiếm lớn hai vạn 3 ba, một mực hết hạn đến năm nay tháng 8 quần áo thể thao mỗi tháng vụn vụn vặt vặt còn có thể cho trong tiệm mang đến 4-500 thu nhập, thực sự khả quan. Cho nên lúc này Kiều Lộ nói muốn mời các bằng hữu thân thích bên trên bạn trang tiệm cơm ăn cơm, đối từ Hải Châu đến Bảo hoàn toàn không đáng kể, lúc này dự định 10 bàn, mời khách nhân sự tình liền giao cho từ Hải Châu đi làm, đến thứ sáu thời điểm, từ Hải Châu tự mình mang theo vợ con đi một chuyến đại tạp viện, vì mời hàng xóm cũ nhóm tham gia tiếu tiếu trăng tròn yến đương nhiên không chỉ là cố ý tới mời mọi người, chủ yếu vì mang vợ con đến xem hàng xóm cũ, lãm nhảm tán gẫu, giải buồn, mấy tháng này nhưng nín chết nàng, ngày hôm nay thứ sáu, lúc đến đúng lúc là bọn nhỏ tan học thời gian, hàng xóm cũ nhóm vẫn là như vậy nhiệt tình, nhìn thấy nàng kích động giống nhìn thấy xưởng lãnh đạo, từng cái che miệng không dám tin, kiều lộ. Kiều lộ trở về, kiều lộ tỷ trở về, kiều lộ A-di trở về, lại là bưng trà đổ nước, lại là chuyển cái ghế cho nàng ngồi, ngược lại là làm cho kiều lộ không lạ tự tại. Hơn nửa năm không gặp, mọi người vẫn là nhiệt tình như vậy, một điểm biến hóa cũng không có, hại. Nhìn ngươi nói, nửa năm có thế có biến hóa gì, ngô quế phương treo gẹo nàng, ngược lại là ngươi, biến hóa rất lớn, trên mặt dài một chút thịt, thế nào vẫn là như vậy xinh đẹp đấy, kiều lộ bật cười. Vô ý thức cúi đầu muốn nhìn một chút mình đầy đặn dáng người, kết quả, hỏng bét, ngực quá lớn, lần đầu tiên bị kia hai lạng thịt ngăn chặn ánh mắt, cười ra tiếng, thật giả, thật vất vả dở hàng sang tháng tử, ta còn ngại béo nghĩ giảm béo đâu, coi như ngực kia hai lạng thịt cũng cùng nhau trừ cũng không có việc gì, dù sao Hải Châu nói coi như nàng ngực nhỏ cũng thích, khụ khụ, giảm béo. Giảm cái gì mập, ngươi lại không mập. Đầu năm nay, chỉ có muốn ăn mập, không muốn giảm béo. Lại nói, trừ nhà ăn đầu bếp, nơi nào tùy tiện gặp được mập mạp, hơi giảm điểm thịt thừa trừ. Kiều lộ chê cười nói, hàng huyên trong chốc lát, sự chú ý của mọi người chuyển dời đến kiều lộ trong ngực tiểu bảo bối trên thân. Đây chính là ngươi cho tiểu Từ sinh mập mạp tiểu tử đi, nhanh để chúng ta nhìn một cái. Trần Gia Thím không kịp chờ đợi muốn ôm lấy nàng, nói lên từ Hải Châu cặp vợ chồng vừa ra đời hài tử, mọi người cũng không khốn a, à, vây quanh vây quanh, muốn nhìn một chút cái này tập mụ mụ mỹ mạo cùng ba ba anh Tuấn vào một thân tiểu gia hỏa có thế có bao nhiêu xinh đẹp, mắt to miệng nhỏ, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nhỏ, phấn lộn khuôn mặt, ngũ quan rõ ràng sáng tỏ, rõ ràng là vừa hài tử đầy tháng, cái này đen nhánh phát lượng tươi tốt đến trần giai Mỹ đều mặc cảm, chúng ta tiếu tiếu là tiểu Mỹ nữ đâu, không phải nam hài tử. Kiều lộ chỉ là ôm vào trong ngực để mọi người nhìn, không để bọn hắn ôm cũng không để sờ mặt, hài tử thể chất kém, bác sĩ nói không để đại nhân sờ, sinh bệnh nhưng khó chịu, khóc không ngừng vừa dứt lời, đám người đồng loạt thu hồi kích động tay, tinh xảo đáng yêu tiểu bảo bối, sờ xấu nhưng không thường nổi, thể chất yếu đâu. Sữa không đủ ăn không đủ no vẫn là thế nào? Chưa nghe nói qua hài tử đại nhân sờ một chút liền phải sinh bệnh đứa bé, chí ít tại những năm 80 còn không có loại thuyết pháp này, đương nhiên, câu nói này kỳ thật cũng không phải bác sĩ nói, là kiều lộ vung láo, không rõ ràng, sinh ra liền yếu, chúng ta ở nhà cũng không dám sờ nàng đâu a à nha xinh đẹp như vậy nhỏ quê nữ không thể sờ rất đáng tiếc a à. lúc này tại các đại nhân miệng bên trong yếu ớt nhỏ tiếu tiếu đang nằm tại mẹ của nàng trong ngực làm mộng đẹp đâu không có đại nhân đâm mặt loạn động ngủ được cũng quá thơm quá dễ chịu đúng hài tử gọi cái gì tên cái gì xinh đẹp tiếu tiếu từ tiếu tiếu lắc đầu kiều lộ đang nghĩ đáp lời kiều an hưng phấn nhất tay cùng mọi người giải thích điền nải nải muội muội ta là nữ hài tử, gọi kiều xinh đẹp, không phải cùng ba ba họ, cùng ta họ, ôi ha ha ha, sợ không được tiếu tiếu bảo bối còn không thể sợ an an bảo bối sao, một câu chọc cho mọi người đều đến sợ hắn vò hắn, tốt hiếm có, thế nào có thể để theo họ ngươi đâu, không phải cùng ngươi mẹ họ mà, gãi gãi đầu, kiều an bỗng nhiên tỉnh ngộ mới phản ứng được, đúng, là cùng ma ma họ, chúng ta đều cùng ma ma họ, cửa đối diện gian phòng bên trong, Đám tiểu đồng bạn nghe thấy động tĩnh không hẹn mà cùng chạy đến, trong tay cầm bút chì, vừa nhìn liền biết vừa tan học về nhà ngay tại phòng bên trong làm bài tập đâu, chạy chậm ra tới kinh hỉ nói, Kiều An. Kiều An ngươi rốt cục trở về, Kiều An. Ngươi thật giống như cao lớn, nhìn thấy đã từng đám tiểu đồng bạn, tiểu gia hỏa kích động hai mắt phát ra sáng trưng ánh sáng. Đi lên giữ chặt trần bách đào tay, đào đào. Khang khang ca ca. Nam Nam tỷ tỷ. Ta cùng các ngươi giảng, ta hiện tại là học sinh tiểu học, giống như các ngươi học sinh tiểu học. Tuần đầu tiên thời điểm, lão sư để các bạn học nhất tay bỏ phiếu, sau đó, ta liền biến thành lớp chúng ta ủy viên học tập đâu. Liên quan tới chính mình lên làm ủy viên học tập sự tình, Kiều An quả thực gặp người liền giảng, kiêu ngạo lại tự hào. Kiều An mặc dù mới 6 tuổi, ngôn ngữ năng lực tổ chức vẫn là vô cùng không tệ, nghe hắn nói chuyện, mỗi một câu đều có thể nghe rõ. Qua Kiều An ngươi thật lợi hại, lớp chúng ta ủy viên học tập là một cái nữ sinh, thành tích vừa vặn rất tốt, mỗi lần cuộc thi đều kiểm tra 90 điểm. Vậy, vậy ta còn không có cuộc thi, chờ ta cuộc thi, liền biết ta thành tích tốt không tốt, nếu như không tốt, lão sư sẽ không để ta tiếp tục làm sao? Có chút lo âu liếc mắt Kiều Lộ cùng Từ Hải Châu, cuối cùng nhìn về phía đám tiểu đồng bạn, "Ừm, vậy ngươi liền hảo hảo học, tranh thủ lần sau kiểm tra tốt thôi, các ngươi lão sư người được không nào?" tốt liền còn để ngươi làm." Trần Nam Nam an ủi hắn, Kiều An lại vui vẻ, hì hì cười nói, "Trần Hoa lão sư vừa vặn rất tốt, nàng khen qua ta thông minh, như vậy, ta liền nói với nàng, lại cho ta một cơ hội, ta sẽ học tập cho giỏi, sau đó thành tích biến tốt. Các ngươi đừng nói, Kiều An mau tới đây. Đến xem chúng ta nhà mới, chính là ngươi trước kia ở gian phòng, hiện tại biến hóa đặc biệt lớn, ngươi mau tới." bên kia trần cảnh khang đặc biệt nhiệt tình mời hắn trần nam nam phụ họa anh của nàng đúng ngươi mau tới đây cho ngươi nhìn bọn ta mới phòng đám tiểu đồng bàn tay trong tay tiến vào đã từng kiều an cùng ba ba mụ mụ gian phòng hiện tại thành nội viện mấy cái học sinh tiểu học gian phòng kiều lộ ôm lấy tiếu tiếu đi theo bọn nhỏ sau lưng tiếng phòng cũ hiếu kỳ dò xét gian ngoài biến thành nhà kho chỉnh chỉnh tề tề chồng chất lên vải vóc cùng đã làm tốt quần áo mới Dùng một tấm to lớn vải thô che lại phòng cho bụi Bọn nhỏ ở tại phòng trong Kỳ thật cũng tương đương với thủ hàng viên Nếu là có trộm vạch móc túi tới cửa Bọn nhỏ thính giác linh mẫn Bọn hắn ở bên trong cũng có thể kịp thời phát hiện Phòng trong phòng ngủ thả ba tấm giường Một tấm là ở giữa từ hải châu cặp vợ chồng ngủ qua giường lớn Một tấm là trước kia Kiều An ngủ việc nhỏ quân giường Còn có một tấm Không biết là các đại nhân mua Vẫn là để điền kiến trung phụ thân chế tạo giường gỗ hai tầng trên dưới bày đâu điệu bộ tinh tế giường dựa vào bên trái có một đầu lầu nhỏ bậc thang khoác lên bên giường trong phòng đắp lên phải tràn đầy chỉ một đầu chật hẹp giường chiếu ở giữa chỉ thông nạp một người thông qua khe hở mỗi một tấc không gian đều bị lợi dụng đến cực hạn đây chính là người dân lao động trí tuệ a kiều lộ a di các ngươi đi về sau ta cùng anh ta em ta còn có hồ phượng mây đều đem đến nơi này ở á trần nam nam hưng phấn nói ở chỗ này cảm giác thế nào sẽ có hay không có điểm chen ngắm nhìn bốn phía kiều lộ hỏi mấy cái tiểu bất điểm lắc đầu liên tục đối kiều lộ nói không chen không chen ở chỗ này quá được rồi ở đây chúng ta mỗi người đều có một cái giường rốt cuộc không cần cùng ta cha mẹ chen một tấm mà lại nơi này đều là trẻ con nhưng có ý tứ chứ bọn nhỏ tụ lên ngủ một phòng cũng có chỗ xấu có đôi khi không muốn ngủ liền có thể sức lực nói chuyện phím, cũng mặc kệ ngày thứ hai còn muốn rời giường đi học, có mấy lần thực sự trò chuyện quá mức, mấy cái đại nhân thay phiên trong phòng thủ ba bốn cái ban đêm, ai nói chuyện ai liền đi trong viện phạt đứng, đứng ở miệng nói làm lại đi ngủ, này mới khiến bọn hắn dưỡng thành lên giường liền đi ngủ thói quen, không phải không ngừng nghĩ trò chuyện xuống dưới ngày thứ hai đừng nghĩ có trên tinh thần khóa, kiều lộ A, à, cái nhà này cho phải là thật tốt, ngươi nhìn bọn nhỏ nhiều vui vẻ đi dạo xong ra tới trần thẩm nhi thực tình cảm thán kiều lộ ôm hài tử ôm mệt mỏi đem tiếu tiếu đưa cho từ hải châu quay đầu trong mắt phát ra tán thưởng đúng vậy a à, rất tốt rất tốt coi như không tệ trước đó nghe hải châu nói đem phòng ở cũ thu xếp một gian làm nhà kho một gian cho nội viện các bạn hàng xóm ở khi đó bởi vì mang thai nghe xong cũng không có bao nhiêu cảm giác chỉ cảm thấy phòng cũ cho liền cho nhiều mấy người tình không coi là nhiều hiện tại mới phát hiện nào chỉ là nhân tình vấn đề a à, là thiết thiết thực thực giải quyết mọi người không đủ ở vấn đề thực tế rất tốt thật rất tốt trong lòng tự nhiên sinh ra một loại giúp người làm niềm vui kiêu ngạo a à, đương nhiên trợ giúp mọi người điều kiện tiên quyết là để lý tú tú một nhà năm miệng có nhà nhưng không thể trở về nhưng vẫn là câu nói kia không tìm đường chết sẽ không phải chết lý tú tú hành động liền nên tiếp nhận nàng nên được hậu quả các ngươi lúc nào muốn trở về chuyện một câu nói chúng ta tuyệt đối sẽ không đổ thừa không đi. Cảm thán sau khi, Trần Thẩm Nhi lại lôi kéo Kiều Lộ nói, các bạn hàng xóm vẫn là rất giản dị, có ơn tất báo, không giống lý tú tú kia bạch nhãn lan, Kiều Lộ trấn an nàng, không vội, ở chính là, về sau có cần trả lại, đúng, nói lên bạch nhãn lan, Trần Thẩm Nhi, lý tú tú bên kia thế nào rồi, ngô quế phương xen vào về nàng, hại. Còn có thế thế nào, nam nhân gánh bao lớn, Nàng ở nhà mang hài tử chứ sao? Biểu môi, khuyên kiều lộ, ngươi cũng đừng quá thiện tâm, Lý Tú Tú mỗi ngày đến ta chỗ này cầm tài năng lấy ra nghệ, một ngày nói ít cũng có thể kiếm cái khối đem tiền, thời gian là đủ qua, chỉ cần nhà các ngươi một ngày không ngã, nhà bọn hắn cũng đổ không được. Về phần phòng ở, phòng ở hiện tại con gái nàng cũng ở, nếu là còn cho Lý Tú Tú. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Ngô Quế Phương nói, liền phải cho nàng thụ điểm trừng phạt không phải không nhớ lâu, coi là làm chuyện sai lầm bán thảm giả bộ đáng thương liền có thể để người khác đồng tình nàng. Không chỉ có là Bạch Nhãn Lan vẫn là Bạch Liên Hoa, ở đây các nữ nhân cái nào không phải nhân tinh, đều là ngàn năm hồ ly, cùng với các nàng chơi cái gì lưu trai đâu, ngay từ đầu bị che đậy thì thôi, thời gian lâu, ai còn không rõ ràng lắm ai ra người dưới đấy là người hay là quỷ sao, nghĩ nghĩ, Kiều Lộ cười nói, ừm, dạng này trừng phạt cũng kém không nhiều đủ rồi, chuyện lúc trước đi qua liền đi qua, chỉ cần không náo không khóc lóc ong sòm lăn lộn không muốn mặt, ta cũng lười cùng với nàng so đo, là, nàng không gây sự, ta không cùng với nàng so đo, nếu là gây sự, không cần ngươi ra tay, ta cùng ngươi trần thẩm, hai ta đi lên phiến nàng bàn tay, trụng thẩm nhi phóng khoáng vén tay áo lên, làm ra tác một phát thủ thế, đem kiều lộ chọc cười, cười đến đau bụng, trò chuyện trong chốc lát, kiều lộ hậu tri hậu giác phát hiện nội viện thiếu người, lưu tỷ đâu, làm sao không thấy nàng mọi người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, không biết, còn không có tan tầm đi, ngươi trước khi đến liền không thấy người, khá lắm, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa dứt lời, ngoại viện càng đi càng gần tiếng bước chân vang lên, chuyện đến Lưu Hiểu Hồng kích động đến phá âm tiếng vang, nhanh đi nhanh đi. Hồng tinh nhà máy trang phục đổ, đại thanh kho, phải vóc cùng thợ may tiện nghi chết. Nhanh đi mua A, à, đi trễ liền cướp sạch, nguyên lai lưu hiểu hồng trở về muộn, là cùng nàng mấy cái lão tỉ muội tranh mua vải vóc đi lưu tỉ ngày nắng to ngươi cái này khăn quàng cổ còn rất thời thượng ha kiều lộ cười trêu ghẹo nàng nghe thấy thanh âm trong nháy mắt lưu hiểu hồng đầu tiên là sững sờ một chút kịp phản ứng sau lập tức chạy về nhà đem vải vóc tất kỹ giải khai trên cổ bởi vì bắt không được mà lung tung bọc tại phía trên hai đầu dài mảnh bông vải liệu chạy chậm đến ra tới ông lấy kiều lộ kích động dậm chân vỗ vỗ nàng ai nha ngươi còn biết trở về a à? bao lâu không đến rất lâu không gặp ngươi a à? dài biến không từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét nàng không chỗ ở gật đầu nụ cười từ trong hốc mắt tràn ra tốt dáng vẻ cao hứng giống như so kiều lộ mẹ ruột nhìn thấy nàng cao hứng mập dài thịt càng giống hài tử mẹ trút đi lúc trước non nớt cùng ngây ngô toàn thân tản mát ra một loại mẫu tính nữ nhân vận vị được lại nói nàng béo a à? đoán chừng phải giảm thành da bọc xương. Trần Thẩm Nhi đem nàng kéo ra, cười nói, cái gì da bọc xương? Lưu Hiểu Hồng không hiểu, mọi người đem kiều lộ nói muốn giảm béo sự tình nói cho Lưu Hiểu Hồng, bỗng nhiên tỉnh ngộ sau cười đến không được, giảm cái gì mập a, à? béo mới tốt, béo mới tốt đấy. Mập a, à, xem xét ngươi chính là có phúc khí, đầu năm nay, mập mạp cũng không chính là kẻ có tiền chuyên môn biểu tượng sao, không có ít tiền, ai ăn đến béo nha, cười xong Hỏi kiều lộ trở về mục đích, lại đùa trong chốc lát tiếu tiếu, mới nhớ tới chính sự, liền vừa rồi trên cổ ta mang kia hai đầu bông vải liệu, các ngươi đoán ta bao nhiêu tiền lấy được? Bao nhiêu? Hai đầu, dài như vậy đâu? Hoa ta tám lông năm a, à. dễ dàng như vậy. Thế này dáng dấp hai đoạn, dựa theo giá thị trường mua, nói ít cũng phải một khối năm a, à. đúng vậy a. À. Hồng tin nhà máy trang phục các ngươi hiểu được không? Vậy ai? Ngay tại tiểu cao phía sau nhà đầu kia đường phố, vẫn còn lớn một nhà, ai nha không biết chuyện ra sao, làm không đi xuống, nghe nói xưởng trưởng đều từ. Muốn thanh kho, nhà máy không làm. Đổ, cái gì? Ba lạp ba lạp lôi kéo Lưu Hiểu Hồng hỏi thăm không ngừng, kiều lộ nghe một lỗ tai, càng nghe trong mắt quang càng sáng, khá lắm, hao lông cừu, hỏi rõ ràng tình huống về sau, mọi người cũng không kịp cùng kiều lộ tiếp tục hàng huyên vội vàng bên trên hồng tinh nhà máy trang phục hao lông cừu đâu, kiều lộ mau đem tiếu tiếu tiếp vào trong ngực, đẩy từ Hải Châu, nhanh, Hải Châu, đi hao lông cừu. Nhiều mua chút trở về, nhà chúng ta cần đâu, cải cách mở ra về sau, vì phát triển mạnh kinh tế, chủ nghĩa xã hội quốc gia đang phát triển lại càng dễ xuất hiện sản nghiệp sống triều hiện tượng, thông tục điểm nói, cái gọi là sống triều hiện tượng chính là các ngành các nghề công ty. Trong ngắn hạn tiến vào cùng một ngành nghề tiến hành đầu tư ví dụ như dệt nghiệp trang phục nghiệp, bởi vì không có sáng tạo cái mới cánh cửa, tất cả mọi người có thể thông qua đơn giản đầu tư sinh sản, tụ tập tiến vào ngành nghề bên trong, thế là liền xuất hiện cái gọi là sóng triều hiện tượng. Cuối cùng người tiêu dùng bất lực tiêu hóa công ty sản xuất ra thương phẩm, cuối cùng dẫn đến sản lượng quá thừa. Đây cũng là vì cái gì thập niên 90 sẽ hưng khởi một cổ nghĩ việc triều nguyên nhân, trong xưởng sinh sản thương phẩm bán không được, bán không được liền không có tiền không có tiền liền không phát ra được tiền lương, thế là chỉ có thể lượng lớn giảm biên chế, nhanh, Hải Châu, theo sau, hao lông cừu. Kiều lộ kích động, nếu như không phải ông lấy tiếu tiếu, nàng bảo đã muốn cùng nhà mình nam nhân cùng một chỗ lớn tranh mua, cuối cùng từ Hải Châu vẫn là đi, tại một đám chị hai bác gái thím nhóm ở giữa, hắn cái này trẻ tuổi anh tuấn soái tiểu tử, quả thực một cổ thanh lưu, hai giờ hậu thiên nhàn nhạt đêm đen đến, tiếu tiếu đợt thứ ba nải nãy, nãy uống xong, từ Hải Châu rốt cục trở về, không biết từ nơi nào mượn chiếc xe xích lô, thắng lợi trở về, trang phục nghiệp làm 3 năm, hắn đã sớm biết loại kia vải vóc nên mua, loại kia khó dùng, kiều lộ lật qua lật lại kiểm tra, độ hài lòng 10 khỏa tinh cho 9 khỏa tinh, thiếu một viên sợ hắn kiêu ngạo, tiết kiệm bao nhiêu? Mỹ tư tư hỏi hắn, chừng trăm khối. Tiếp nhận nữ nhi hôn một cái, cười nói, mua phải càng nhiều, tránh khỏi càng nhiều, lúc này hao lông cừu thật kiếm bạo qua, có thể có thể, chừng trăm khối đều có thể mua cổ xe đạp, coi như không tệ a, à, nhưng có một điểm kiều lộ một mực không nghĩ minh bạch, Lưu tỷ, nhớ không lầm, Hồng Tinh nhà máy trang phục không phải quốc doanh đơn vị sao, làm sao sẽ làm không đi xuống, nhớ kỹ nghĩ việc Triều thập niên 90 mới bắt đầu, quốc doanh đơn vị cũng là tại thời đại kia đi hướng xuống dốc, lúc này mới 85 năm, không có đạo lý a. À, hại. Không có sinh ý liền làm không đi xuống chứ sao? Ngươi là không biết hiện tại bao nhiêu tư nhân nhà máy tất cả đứng lên à nha. Tuy nói người ta quy mô không lớn đi, nói thế nào cũng có thế kiếm một chén canh, quốc doanh nhà máy lại lớn cũng không chịu nổi tư nhân nhà máy từng chút từng chút đào. Một câu nói thế nào, cái gì nước chảy đá mòn. Cũng không biết như thế nói đúng hay không, dù sao chính là từng ngày, tiểu nhân tích lũy biến thành lớn, người có thể hiểu ta ý tứ không? Ừm, có thế. Lời nói cẩu thả lý không cẩu thả, nhưng kiều lộ cẩn thận suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ phát hiện sự thật chỉ sợ không có đơn giản như vậy mở ra lưu hiểu hồng mua thợ may đều là kiểu dáng đã sớm lạc hậu thị trường một mảng lớn kiểu dáng lão thổ không nói liền màu sắc cũng âm u đầy tử khí cứ như vậy có thế bán được liền trách cho nên nói không chỉ là ngoại giới cạnh tranh từ từ lớn lên trọng yếu nhất chính là cái này nhà máy theo không kịp thị trường lạc hai ni hắn ca không phải tại bông vải tơ lụa xưởng làm học trò sao nghe nói năm nay đi một nhà tư nhân nhà máy, đi vào trực tiếp chính là chính thức làm việc, làm hai tháng, tiền lương tăng tới bốn mươi mấy, so làm học trò nhiều kiếm hai mươi, còn có loại này chuyện tốt. đổi ta ta cũng chạy, a à nha, chẳng lẽ hồng tinh nhà máy trang phục là bởi vì nhân viên toàn chạy, không ai làm sống, cho nên đổ rồi, không biết được, nhưng có đạo lý, hại. bằng không lão tổ tông vì sao nói trời có gió mưa khó đoán đâu, lão tổ tông nói lời tóm lại là có đạo lý. Câu nói này, Kiều Lộ thấu hiểu rất rõ, thế giới mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa, Kiều Lộ nhớ kỹ trước đây thật lâu tại trên mạng nhìn qua một cái tướng thanh tiết mục ngắn, nói là người nào đó thập niên 90 lên đại học đọc cái BB duy tu lý chuyên nghiệp, hắn còn không có tốt nghiệp đâu, BB cơ liền tốt nghiệp. Không bán. Toàn thế giới cũng bắt đầu sử dụng di động điện thoại, tốt nghiệp tức thất nghiệp, người nói đoạt măng không đoạt măng. Thứ bảy, trăng tròn yến đêm trước, cặp vợ chồng sáng sớm lật ra báo chí nghiên cứu, thật đúng là để bọn hắn tìm được có quan hệ xây dựng nhà máy tin tức, ai ai, mau nhìn, Lê An Nhật báo, phía trên nói, phàm là tư nhân lo liệu xí nghiệp, quốc gia đem giúp cho miễn thuế 3 năm, ai, còn có cái này, 80 đến 84 năm, quốc gia thực hành nhận thầu chế thí nghiệm, tức không thay đổi quyền sở hữu, nhưng cũng thu hoạch được quyền kinh doanh cùng quyền sử dụng. Từ năm 1985 bắt đầu, chính là năm nay bắt đầu, địa phương có thể tại tài chính bên trên tiến hành nhận thầu, nhận thầu phương thức không cố định. A, à, cái này. Nó nói, xí nghiệp quốc doanh nhưng theo nếp do cá nhân nhận thầu, xem hết báo chí, Kiều Lộ cảm thấy cả người phản phất tìm được phương hướng. Hải Châu, chúng ta đem lập tức cái kia nhanh đóng cửa Hồng Tinh nhà máy trang phục nhận thầu đi. Chương 108, muốn nói làm gì kiếm tiền nhanh nhất, ngươi cho rằng là kiếm người tiêu dùng tiền sao? Làm ăn sao? đây không tính là nhanh, nhanh chính là kiếm muốn kiếm tiền người tiền, đánh cái so sánh, từ 2012 đến 2022, 10 năm, ghi danh giáo sư giấy chứng nhận tư cách nhân số, từ mười mấy hai mươi vạn dáng vẻ, đến năm 2022 tăng tới một ngàn vạn người, tạm thời không nói giáo sư ngành nghề là có hay không cần nhiều như vậy người, sẽ làm sinh ý có đầu óc buôn bán người. Đã sớm từ đó nghĩ đến kiếm lợi nhiều nhất cơ hội buôn bán chính là kiếm cái này một sóng lớn người tiền, bán giáo phụ, bán lưới khóa, bán tư liệu, một ngàn vạn cuộc thi đại quân A. Một người mua một bộ phụ đạo sách, một bộ thấp nhất coi như nó cái 50 nguyên, tính toán, có thể kiếm bao nhiêu ức, coi như không bán phụ đạo sách, bán lưới khóa, một tiết khóa theo tiện nghi tính, một bộ chương trình học tầm 10 khối tiền, một đợt thu hoạch xuống tới, cũng có thể kiếm mấy triệu cái đạt không trượt, lại nói một cái hơi thương, cũng là đồng dạng đường đi bán hàng kỳ thật có thế kiếm bao nhiêu tiền vậy, cũng trám không lỗ vĩnh viễn chỉ có thương nghiệp cung ứng, công ty kiếm hơi thương tiền, đây mới là đầu to, cho nên, cái gì kiếm lợi nhiều nhất, kiếm muốn kiếm tiền người tiền, theo cải cách mở ra đẩy tới, tương lai lượng lớn tư nhân tiểu thương quật khởi, đám lái buôn quật khởi tất nhiên mang đến đến không hết cung hóa nhu cầu, lúc này tranh thủ thời gian thừa dịp thị trường nảy sinh giai đoạn tiến vào, còn sầu không kiếm được tiền sao. Muốn nói gì thời điểm làm nhà máy lại càng dễ lỗ vốn, còn phải là tình hình bệnh dịch hoành hành kia mấy năm, nhưng bây giờ thế nhưng là đầy đất là hoàng kim những năm 80A, tuyệt đối là tốt nhất lập nghiệp niên đại, coi như lỗ vốn, ngẫm lại, từ Hải Châu còn có một bộ lão phá nhỏ đâu, đến lúc đó phá dở nói ít cũng đáng cái trăm vạn ngàn vạn, hiện tại hao tổn nhiều lắm là sáu chữ số, không sợ, chờ trăng tròn yến quá, chúng ta đi xem một chút nhà máy đi. Lê An đầu thu nóng đến gọi người ngủ không được, quạt điện phần phật chuyển, chuyển ra tới gió là nóng. Lúc này, Kiều Lộ liền phá lệ khát vọng có thế có một đài điều hòa không khí cứu vớt nàng. Bởi vì ngày mai muốn đứng lên bận rộn trăng tròn yến sự tình, 9 giờ vừa đến, cho ăn tiếu tiếu uống xong sữa, Kiều Lộ liền ngủ lại. Đêm nay nhiệt độ như thường cao, chăn mỏng che kín bụng, bên người nằm cái lò lửa nhỏ, ngủ đến một nửa thời điểm bị trong ngực lò lửa nhỏ nóng tỉnh. Vốn là không chút ngủ Kiều Lộ yếu ớt tỉnh lại, Kiều Lộ ám đạo thổi quạt điện không đến mức nóng thành dạng này a, à. cúi đầu xuống, mới phát hiện có chỉ tiểu bảo bối Trư Nhi đồng dạng tại trước ngực nàng ủi, lẩm bẩm lẩm bẩm, thẳng đến mũi đổi đến Kiều Lộ ngực, cái mũi nhỏ dùng sức ngửi, nghe được kia quen thuộc đồ ăn hương vị, đoán chừng trong lòng cảm thấy hương vị rất cục đúng, lúc này mới ngủ thật say, Kiều Lộ bật cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng gãy nàng tóc máu, thật đáng yêu, ngươi nha ngươi lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác nóng nhất tháng 8 đến, nóng chết ngươi mẹ ta. Sát vách từ Hải Châu mở ra đèn bàn đọc sách, nhìn một bản kêu cái gì, quốc gia cùng thị trường, sách, kiều lộ xem không hiểu cũng không có hứng thú, nhưng ủng hộ và cổ vũ hắn nhìn, học không có tận cùng mà không phải. Hai mẹ con hổ động thấy từ Hải Châu tâm một hóa, khép sách lại, cuối người, từ phía sau vòng lấy eo của nàng, vuốt ve mặt của nàng, tại sao còn chưa ngủ, nhanh đi ngủ ngủ xong ta mang hài tử đi sát vách, từng, đừng nóng vội, lại nhìn chúng ta tiếu tiếu đâu. Quá đáng yêu, nhìn cái này miệng nhỏ cái mũi nhỏ, tinh xảo phải không tưởng nổi a, à, nhìn không đủ, phấn nhào nhào khuôn mặt, đỏ đô đô bờ môi, lông mày hình trôi chảy, cặp mắt đẹp da, trên mặt khuôn mặt một vòng nhỏ bé lông tơ, quá đáng yêu, kiều lộ cảm thấy, không có người nào nhà tiểu bảo bối, còn chưa đầy tháng liền có nhà bọn hắn tiếu tiếu đáng yêu tinh xảo, con mắt giống ta mũi giống ngươi, miệng đâu. Ai cũng không giống, có thể là kết hợp đi, lỗ tai giống ta a, à, nho nhỏ hai con, lông mày cùng ngươi giống nhau như đúc, tốt nồng, về sau lớn lên, nồng hệ nhan mỹ nữ a, à, hé miệng, trầm thấp cười ra tiếng, từ Hải Châu đi theo thê tử ngón tay địa phương từng cái nhìn sang, phấn điêu ngọc trắc tiểu bảo bối, xác thực thấy thế nào đều nhìn không đủ, vừa đánh lượng nữ nhi, bên cạnh vuốt ve lão bà cái cổ, một chút một chút cho nàng theo vò cũng liền lúc ngủ ngoan khóc lên thời điểm nhìn ngươi còn có cảm giác hay không cho nàng đáng yêu đứa nhỏ này khó mang từ hải châu nhìn qua trong gương xanh đen vành mắt ai nói nhiều đều là nước mắt kiều lộ quay thân nhẹ nhàng đá hắn một chân ngạo kiều lưu cho hắn một viên trái óc chính ta sinh coi như gặm ngón chân ta cũng cảm thấy đáng yêu từ hải châu cũng là không cần như thế ân ừ, trăng tròn yến tiến hành mười phần thuận lợi tiếu tiếu tiểu bằng hữu nghiễm nhiên trở thành khóa mới đoàn sủng, chỉ là đoàn nhỏ sủng bây giờ tại trong tả lót ngủ được an ổn, thật tình không biết vừa cảm giác dậy, nàng lão phụ thân cùng mẹ già, đã cho nàng nhận một đống lớn cha nuôi mẹ nuôi, hôm sau, đem Kiều An đưa đến tiểu học về sau, hai vợ chồng ngựa không dừng vó chạy tới hồng tinh nhà máy trang phục, đi trước tìm hiểu tình huống, lại cân nhắc muốn hay không nhận thầu. Hồng tinh nhà máy trang phục là một tòa cỡ trung tiểu nhà máy trang phục, chiếm diện tích chừng 11 mẫu, tương đương với một cái 800 m tiêu chuẩn thao trường lớn nhỏ, lại hơi tiểu tứ phần có một, chỗ thành nam lớn nhất khu dân cư căn cứ, bao quanh có Lê An thành phố cán thép xưởng, xưởng may, vô tuyến điện xưởng mấy cái đại hán, cách trung tâm thành phố chẳng qua hai cây số lộ trình, vị trí có thể nói là rất không tệ, nhà máy ngoài có một đầu ba xe đạo rộng lớn đường cái, nếu như lấy vần quanh trung tâm thành phố một vòng làm thành thị kiến thiết, như vậy mảnh đất này, có chính thành tỷ lệ bị chính phủ hủy đi nha kiều lộ bỗng nhiên nghĩ đến giống như vậy ở vào trung tâm thành phố lân cận lão nhà máy quá cái mười mấy hai mươi năm thỏa thỏa phá dở nhà giàu nếu quả thật muốn nhận thầu xuống tới coi như làm ăn lỗ vốn đến lúc đó chỉ là phá dở liền có thể đạt được một bút không ít bồi thường tiền nói không chừng đến lúc đó còn có thể dựa vào bồi thường tiền đại phát một bút đâu càng xem càng hài lòng xem hết trong đất vị trí lại đi gần nhà máy nội bộ tiến vào đại môn cổng bảo an đình không hề giấu chân người trong phòng không có đồ nội thất, rối bời văn kiện giấy rơi lả tả trên đất, còn có lung tung ngổn ngang rác rưởi, thật không có mắt thấy. Toàn bộ nhà máy hết thảy bao hàm ba tòa nhà, hai tòa nhà là công việc lâu bao hàm khu làm việc, một tòa là nhà ăn cùng quầy bán quà vặt các loại khu sinh hoạt vực. Bởi vì nhà máy đóng cửa, nhân viên đều chạy trốn, khu xưởng nội bộ rối bời một mảnh, phía trên phát không dậy nổi tiền lương, liền lấy vải vóc làm tiền công chống đỡ, trong văn phòng, bàn ghế đều bị chuyển không sinh sản xưởng bên trong, trừ cỡ lớn mang không nổi máy móc, thật nhiều thiết bị cũng bị thanh không, đều bị các công nhân dọn đi chống đỡ tiền lương. Tiếu tiếu bảo bối trăng tròn sau khó được rời đi Nam Hồ Gia Viên, nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm, tò mò tại trong tả lót nhìn quanh, nháy nháy mắt to, thỉnh thoảng dơ lên nó sen non tựa như tay nhỏ, vung vung lên, móng tay phấn làm trơn, nhìn xem thật muốn cắn một cái. Có tiểu hồ điệp bay đến bé con trước mặt, tiểu gia hỏa cao hứng đá đạp lung tung chân nhỏ kích động đến thổ phao phao, nôn ra, mệt mỏi, tại mama trong ngực ủi a ủi, ngáp một cái lại ngủ, vô ưu vô lự, thật hạnh phúc a. À. đi dạo xong khu xưởng, trong xưởng chỉ nhìn thấy mấy cái thanh lý rác rưởi làm việc vặt công, không thấy người phụ trách, từ hải châu hỏi đầy miệng, mới hiểu được nguyên lai lãnh đạo tất cả đều chạy trốn, nói cái đôi này nếu là nghĩ nhận thầu, liền đi bộ công thương tìm tống chủ nhiệm, được rồi, tạ ơn ngài. cuối cùng lại hỏi hỏi nhà máy lúc trước tình huống vào nghề nhân viên số lượng loại hình vấn đề, hài lòng rời đi. Hồng tin nhà máy trang phục tại chức nhân viên ước chừng 110 người, noi theo cải cách trước tiếp ban chế độ, lão tử đổ nhi tử bên trên, nhi tử đổ cháu trai bên trên, hậu thế vô cùng tận, không quan tâm cũng không có năng lực, chỉ cần là con cháu của ngươi hậu đại, ngươi liền có thể tiến, trong đó có bao nhiêu đục nước béo cò, cầm tiền lương không làm việc, ngồi ăn rồi chờ chết nhân viên, các loại nhân tố bày ra cùng một chỗ cuối cùng từng cây rơm rạ hợp lại, thành đè chết hồng tinh nhà máy trang phục kẻ cầm đầu. Nhận thầu một cái nhà máy không phải nói làm liền làm sự tình, đầu tiên tài chính bên trên liền làm khó bọn hắn, lại có là cụ thể nhận thầu chế độ như thế nào, bọn hắn cũng không rõ ràng, thảo luận không ra kết quả, thừa dịp hôm nay ngày làm việc, mau tới bộ công thương tìm vị kia tống chủ nhiệm hỏi một chút tình huống, đi về sau hướng tống chủ nhiệm nghe ngóng một phen mới hiểu được nguyên lai like cái này hồng tin nhà máy trang phục hiện tại hoàn toàn đóng cửa nếu như bọn hắn lỗ hổng nghĩ nhận thầu không cần đến có thể trực tiếp hướng lên phía trên thỉnh cầu thuê sân bãi tại vốn có cơ sở bên trên xây dựng một cái trang phục của mình xưởng nhà máy cùng nhà ăn chờ kiến trúc đều là có sáng tạo tốt lắm phòng ở còn cho bọn hắn tiết kiệm tiền nữa nha nói cách khác mình xuất tiền tự mình làm cổ đông chính là đem sân bãi cho thuê các ngươi dùng nguy hiểm cũng là các ngươi cùng nhau gánh chịu được a cái này có thể như vậy nhà máy liền hoàn toàn thuộc về chúng ta hơn nữa còn có thế hướng ra phía ngoài tìm người đầu tư hùng vốn làm dạng này liền có thể giải quyết chúng ta một bộ phận vấn đề tiền bạc được rồi tài chính tìm tới phương pháp giải quyết có thể tìm ai đầu tư đâu lần thứ nhất mở xưởng không có kinh nghiệm trong đó gian khổ có thể nhìn thấy lại có bao nhiêu người nguyện ý cùng không có chút nào kinh nghiệm từ hải châu hợp tác lại có thể làm người phụ trách cùng bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm đâu hướng tống chủ nhiệm cáo từ về sau, hai vợ chồng trước chạy tới Bạch Vân Nhai, đem nghĩ thoáng lo liệu nhà máy trang phục ý nghĩ nói cho Lý Hồng Quân, cái gì, lo liệu nhà máy? Đột nhiên như vậy, từng, ta cùng Hải Châu thương lượng một chút, xưởng này là nhất định phải làm, hiện tại chính là đang suy nghĩ có không người nào nguyện ý hợp tác với chúng ta, cổ đông chế, như vậy hai chúng ta tài chính áp lực sẽ nhỏ một chút, cổ đông. Du phồn cái thứ nhất nhất tay, ta muốn, ta tới đi, cùng các ngươi làm một trận vừa dứt lời tất cả mọi người trợn to mắt nhìn về phía nàng du phồn ngươi gan rất lớn a một ngày kiếm mấy khối tiền a liền phải đầu tư từ hải châu xưởng dứt lời không tin tà sờ sờ tráng của nàng buồn bực nói không có phát sốt a chẳng lẽ ăn cơm buổi trưa vụn trộn uống rượu uống say rồi ngươi đi luôn đi du phồn không nói đẩy ra lý hồng quân tay vuốt vuốt bị hắn sờ loạn tóc cắt ngang tráng năm ngoái đi theo các ngươi Ta thế nhưng là nhỏ kiếm một cái, hiện tại tiền tiết kiệm nói ít cũng có 5 sáu ngàn đi, làm sao? 5 sáu ngàn còn chưa đủ nhập cổ phần. A, à, ngươi biết cái gì gọi nhập cổ phần sao? Lý Hồng Quân mỉm cười, treo gẹo nàng. Xéo đi ngươi nha, ta không hiểu. Ta không hiểu ta ở đây nói cái gì. Tức giận nghệ hắn, nếu là ngại tiền ít, ta cũng có thể đi mượn, mượn. Cũng không phải mượn một hai trăm số lượng nhỏ, ai có thể cho ngươi mượn a? À? lý hồng quân cười nhạo du phồn sinh hoạt cũng đơn giản bình thường hai điểm tạo thành một đường thẳng có đôi khi sẽ ngồi xe lửa đi sát vách thành phố tìm bạn trai nàng thời gian còn lại cũng không có cùng cái gì khó lừa người kết giao có tiền nhất bằng hữu xem như từ hải châu cặp vợ chồng đi ngươi quên rồi ta có cái tại cảng thành phố bằng hữu a chúng ta quan hệ rất tốt hắn khẳng định sẽ cho ta mượn đúng nói về ngươi cảng thành phố bằng hữu đến cùng là làm cái gì ngươi làm sao lại biết hắn? Nam nữ Nghe giống như rất có tiền dáng vẻ, bản lĩnh không nhỏ, nhận biết liền nhận biết thôi, dù sao là bằng hữu ta, cũng có thế cho ta mượn tiền. Du phồn ấp úng, cào nửa ngày đầu, cuối cùng nhục chí nói, trước không trò chuyện hắn, hai ngày nữa cho các ngươi giới thiệu một chút, tiếp theo nâng cầm lên nhìn về phía từ hải châu cặp vợ chồng, nếu như ta muốn nhập cổ, các ngươi cảm thấy ném bao nhiêu tốt. Chương 109, mặc dù mình tiền tiết kiệm không có mấy cái, nhưng muôn ôm gấp từ Hải Châu cặp vợ chồng bắp đùi quyết tâm rất kiên định, nhất là một năm qua này, đi theo bọn hắn phía sau cái mông uống canh thịt, đắc ý a à đắc ý, coi như mở xưởng không có kinh nghiệm, nguy hiểm nàng cũng thụ, dù cho tiền tiết kiệm toàn bộ góp đi vào đổ xuống sông xuống biển, chỉ cần nàng cái này tiểu điếm tiếp tục mở, sớm muộn có thế kiếm về, tiền nha, giấy nha, hoa nha. Bộ thương mại tống chủ nhiệm nói ít nhất phải số này từ Hải Châu so cái một, a, à, 10 vạn đâu. Thật đúng là thiên văn sổ tự, từng, không kém bao nhiêu đâu, khả năng còn không chỉ. Muốn chọn mua vật tư cùng một chút thiết bị, các ngươi không biết, nơi đó bên cạnh trừ phòng ở vẫn còn, trên cơ bản đều bị chuyển không, kiều lộ nhún nhúng vai, biểu môi nói, du phồn hỏi, khi còn thiếu thật nhiều tiền đi, các ngươi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, từ Hải Châu, chúng ta nhiều nhất có thể xuất ra ba vạn, trong tay phải chừa chút tiền mặt, bên này cửa hàng không thể không quản, ai, nói đến các ngươi có thể vay a à. Du phồn đột nhiên nhớ tới cái gì, mau từ bàn tấm hạ lôi ra rương nhỏ, bên trong chồng mấy chồng chất báo chí cũ, vay. Hai vợ chồng đối mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiện tại liền có thể vay rồi. Kiều lộ coi là những năm 80 còn không có vay thuyết pháp này đâu, đúng vậy a. À. Từ một chồng báo chí bên trong lật qua tìm xem, tìm 5 phút đồng hồ, các ngươi quên rồi, ta cũng có mỗi ngày xem báo chí thói quen, ta tìm xem. A, à, chính là phần này, các ngươi nhìn, từ Hải Châu tiếp nhận, Kiều Lộ tiến tới nhìn, cái này. Có ý tứ gì, nói là quốc gia cổ vũ vay lập nghiệp. Vậy chúng ta có thể đi vay a, à, ta cảm thấy sẽ không thua thiệt, thế nào? Những năm 80 đến thập niên 90, chính sách quốc gia cổ vũ tư nhân vay, rất nhiều nhóm đầu tiên phú nhất đại chính là dựa vào vay, kiếm được món tiền đầu tiên cuối cùng phát tài đi đến nhân sinh đỉnh phong, thời đại kỳ ngộ, quốc gia cổ vũ, cả hai thiếu một thứ cũng không được, lại bởi vì chính sách vừa mới buông ra, vay xét duyệt không nghiêm khắc như vậy, từ ngân hàng cùng uy tín xã vay trên cơ bản phù hợp điều kiện đều có thể làm được xuống tới, cái này chính sách tốt, Hải Châu, tìm thời gian lại hướng tống chủ nhiệm hỏi rõ ràng, xác định cầm xuống mảnh đất kia, chúng ta liền đi vay, vay cái 15 vạn, thế nào? Lý Hồng Quân kinh ngạc liếu lưỡi, không thể tin nhìn về phía nàng, 15 vạn. Chị dâu ngươi lá gan cũng quá lớn, thua thiệt làm sao xử lý, 15 vạn A. À. Bao nhiêu gia đình liền 1.000 khối tiền tiền tiết kiệm đều không có, kiều lộ trực tiếp muốn vay 15 vạn, chính là mượn hắn 10 cái lá gan, đoán chừng cũng chỉ dám vay cái một hai vạn, ai ném tiền nhiều nhất ai nhất thua thiệt, ngươi muốn tới sao? Không tới lỗ hay không lỗ cùng ngươi cũng không quan hệ. Kiều lộ nhíu mày, ra hiệu Lý Hồng Quân cho cái trả lời chắc chắn, T, ngược lại là làm khó hắn, sợ thua thiệt tiền, lại sợ từ Hải Châu cặp vợ chồng kiếm nhiều tiền không mang hắn, đến lúc đó xem người ta phát tài trong mà thèm. Hai người này là thật có thể dày vò, mỗi lần nghĩ chút marketing thủ đoạn, luôn có thể để tử chuồng chuồng kiếm một món hời, hiện tại tử chuồng chuồng danh khí tại toàn bộ Lê An tuổi trẻ quần thể bên trong, trên cơ bản không ai không biết, lại mở nhà máy, dựa theo hai vợ chồng dày vò sức lực, nói không chừng thật có thể làm lớn làm tốt, vậy ta. Nhàn nhạt ném cái sáu bảy ngàn, thế nào? Vốn còn nghĩ nhiều tích lũy ít tiền trang trí tân phòng đâu, hiện tại xem ra, kế hoạch lại muốn gác lại, có thể a, thiếu ném điểm liền thiếu đi cầm cổ phần, đồng dạng. Mặc dù bây giờ biết có thể vay, Kiều Lộ cũng không cần thiết cự tuyệt du phồn cùng Lý Hồng Quân đầu tư, ném tiền, chính là công ty người phụ trách, xưởng này tử liền tương đương với bốn người bọn họ cùng nhau nhà máy đoàn đội hợp tác làm sao cũng so đơn đã độc đấu tới mạnh vậy ta cùng hải châu lại đi dò nghe đến lúc đó cho các ngươi trả lời chắc chắn tốt ta lập tức liên hệ bằng hữu của ta hai mặt nhìn nhau ở giữa đối đầu ba đôi con mắt lý hồng quân thẹn thùng gãi gãi đầu được thôi các ngươi nghe ngóng tốt cho ta biết ta ta đi lấy tiền t lại phải đại xuất huyết hắn thật vất vả tích lũy lên tiền a Cải cách mở ra về sau, quốc gia vẫn tại nghiên cứu thảo luận xí nghiệp nhà nước cải cách vấn đề. Trong nước cái thứ nhất nhận thầu xí nghiệp nhà nước chính là một vị gọi là ngựa thắng lợi nam nhân, tại năm ngoái 84 năm nhận thầu một nhà có được hơn 800 vị nhân viên nhà máy chế biến giấy. Thượng vị về sau, hắn tại sản phẩm kết cấu cùng tiêu thụ khích lệ trên dưới đủ công phu, cuối cùng hiệu quả kỳ hảo, lấy được trước nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có thành công, cho nên từ đó trở đi quốc gia từng bước bắt đầu đại lực cổ vũ tư nhân phát triển ngựa thắng lợi thành công cho đám người kích động các thương nhân mở đầu xong không phải sao từ hải châu mang theo lão bà bên trên ngân hàng làm vay nghe xong bọn hắn là muốn vay mở ra lo liệu nhà máy còn thật nhiệt tình chiêu đãi mà lại rất nhanh liền làm tốt thủ tục đồng thời tỉ mỉ báo cho hai người mở xưởng chú ý hạng mục hai vợ chồng mang lên giấy cùng bút từng chút từng chút làm bút ký cũng là ngân hàng nhân viên công tác nói mới hiểu được hiện tại xây dựng hồng tinh nhà máy trang phục như thế quy mô nhà máy, nhà máy một khi xuất hiện kết cấu mất cân bằng hoặc cung cấp bình cảnh lúc, chính phủ có thể cho tài chính phủ cấp, đối từ Hải Châu dạng này tân thủ xưởng trưởng đến nói, là tin tức vô cùng tốt, bộ công thương tống chủ nhiệm bên kia, liền quan hệ đều không cần chạy, nghe nói bọn hắn thật muốn cầm xuống thế thì đóng hồng tinh nhà máy trang phục, không nói hai lời giúp bọn hắn trong lớp các loại giấy chứng nhận. Trước đó các lãnh đạo còn sầu kia chỗ ngồi xử lý như thế nào, lúc này lật tẩy người liền đến, đôi bên phải lợi, rất tốt, chính là quá trình đi được có chút chậm, trừ bộ công thương đồng ý, còn muốn báo lên tới chính phủ, báo lên tới dặm, cuối cùng một tờ văn thư, rốt cục cầm xuống cái này một lớn sạp hàng, cuối cùng hợp đồng ký kết, chỉ ấn một ấn, chuyện này liền thành, nhanh đến mức phản phất là một giấc mộng, đầu tháng 10, thời tiết yếu ớt chuyển lạnh, hết thảy đều tại đâu vào đấy bên trong tiến hành, được rồi. Như vậy hiện tại hợp đồng ký, mấy vị cổ đông tiền cũng đầu vào, nên cho chúng ta nhà máy lấy tên. Buổi chiều, mời Lý Hồng Quân cùng Du Phùng hai vị tham gia cổ phần nhân viên, tại từ Hải Châu cặp vợ chồng Nam Hồ Gia Viên ăn tiệc ăn mừng, chúc nhà máy thuận lợi khởi công, thuận tiện thương lượng cải danh tự sự tình, lấy vật gì, các vị cổ đông nhanh ngẫm lại. Du Phùng đùa một lát kiều an, lại đi đùa kiều xinh đẹp bảo bối, chọc cho thật vui vẻ, cũng không quay đầu lại mà nói, ngươi cùng Hải Châu ném phải nhiều nhất, các ngươi lấy chứ sao, Hồng quân, ngươi đây, có ý nghĩ gì không? Đảo mắt nhìn về phía hắn, Lý Hồng quân đứng tại du phồn sau lưng, nhìn qua tiếu tiếu tiểu bảo bối cười ngây ngô, nghe vậy vung tay lên, ngươi lấy chính là, hỏi chúng ta làm gì, vậy ta liền không khách khí rồi. Nhìn về phía hai người, Kiều Lộ cười nói, du phồn cùng Lý Hồng quân liên tục gật đầu, ngươi lấy chính là nha, không phải liền là cái danh tự. Đặt tên là cái tỉ mỹ Việt, liên quan đến tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm không thể thay đổi động kiều lộ vắt hết óc cuối cùng nhìn về phía nhà mình hai tiểu bảo bối từng ta nghĩ đến liền gọi an tiếu nhà máy trang phục an tiếu ba cái đại nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía kiều lộ trong ngực tiểu bảo bối còn có bưng lấy gạo nếp bánh ngọt gặm mặt mũi tràn đầy cặn bã an an bảo bối ngươi thật là biết lấy du phồn cười đến nhánh hoa run rẩy ngươi có tư tâm a Kiều Lộ thổi phù một tiếng, thế nào, có ý kiến gì không? Không có ý kiến cứ như vậy, có ý kiến chúng ta lại thương lượng, xác thực có tư tâm, nhưng nếu như mọi người có ý kiến, vậy liền đổi, nàng không quan trọng, không có ý kiến, An Tiếu mặc dù là con của người nữ nhi danh tự, nhưng thật là dễ nghe, không sai, có thể, liền cái này đi. Du Phồn nháy mắt mấy cái, gãi gãi Kiều An cái cầm, Du Phồn không có ý kiến, Lý Hồng Quân cũng không có ý kiến, Quốc cầm nói, được, liền An Tiếu đi, êm tai, danh tự liền danh tự thôi, trọng yếu chính là có thể hay không kiếm tiền, Kiều lộ lấy danh tự, từ Hải Châu đương nhiên không phản đối, cuối cùng toàn phiếu thông qua, danh tự định là An Tiếu nhà máy trang phục, An Tiếu. Ma ma, là An An cùng Tiếu Tiếu sao? Kiều An cơ linh, đầu nhất chuyển liền phát hiện bí mật, xinh đẹp nai con mắt nháy nháy, tò mò nhìn qua nàng, đúng nha kiều lộ thân thiết khuôn mặt nhỏ của hắn ngươi cùng muội muội tạo thành chúng ta nhà xưởng mới ngươi cảm thấy thế nào kiều an cảm thấy ngạc nhiên cực khó mà tin nổi há hốc miệng khóe miệng còn dính lấy hai hạt nhỏ gạo nếp ma ma ngươi bắt ta cùng muội muội làm danh tự nha đúng nha được không làm được ma ma dùng hắn cùng muội muội danh tự làm công xưởng danh tự nghe cũng quá khóc ngao ô miệng lớn cắn xuống một khối mềm hồ hồ gạo nếp vui vẻ cười lên ngày mai muốn đi trường học cùng mọi người chia sẻ tin vui nha. Có vay mọi chuyện đều tốt làm việc, tiếp nhận hồng tin nhà máy trang phục về sau, trước tìm tới công ty QC làm một cái an tiếu nhà máy trang phục bản hiệu treo ở chính đại cửa, cái này nhất định phải nhanh làm tốt treo lên, đưa đến hướng ngoại giới tuyên cáo bản xưởng sắp thay mới tác dụng. Chuyện thứ hai, chính là tìm nhân viên, nhất là lúc trước lão công nhân, có kinh nghiệm làm việc, tay chân chịu khó, ưu tiên suy xét, chẳng qua ngoan thoại nói trước, Tiền lương có thể so trước đó cao, nhưng đục nước béo cò, một khi phát hiện trực tiếp khai trừ, không nhìn tư lịch chỉ nhìn năng lực. Thông báo tuyển dụng bố cáo dán ra về sau, tiền lương đãi ngộ phương diện hấp dẫn đến không ít cảm thấy hứng thú người, ngắn ngủi 10 phút bên trong, gần như một nửa, lúc trước tại Hồng Tinh nhà máy trang phục nhậm chức công chức nhóm, tất cả đều chạy tới nhận lời mời, người đông nghìn nghiệp, có thể nói hùng vĩ. Nhà máy đóng cửa sau thời gian không dễ chịu a. À tuy nói trước đó tiền lương không cao đi trong xưởng còn tổng khất nợ tiền lương một năm vụn vụn vặt vặt tốt xấu cũng có thế có chút thu nhập đóng cửa sau a à, thật sự là một mau tiền cũng không có thời gian không dễ chịu đầu năm nay công việc càng khó tìm mọi người nóng lòng tìm kiếm một phần sống tạm công việc trông thấy an tiếu nhà máy trang phục thông báo tuyển dụng vô cùng lo lắng chạy đến có thế có phần công việc bất luận tiền lương bao nhiêu dù sao cũng so thất nghiệp ở nhà tốt Kết quả vừa đến đã nghe người phụ trách nói cái gì, không hài lòng trực tiếp khai trừ ngươi. Cái gì? Trực tiếp khai trừ. Vậy ngươi đây cũng không phải là bác sắc thôi, còn tưởng rằng cùng Hồng Tinh quốc doanh nhà máy trang phục đồng dạng, sau khi đi vào chính là bác sắc, trừ phi phát sinh đóng cửa sự tình. Chương 110, tư nhân xí nghiệp, chưa từng có bác sắc nói chuyện, có năng lực liền làm cả đời, không có năng lực, tùy thời chuẩn bị bị loại, từ Hải Châu đứng công việc trước lầu trên đài cao từ trên xuống dưới ngóng nhìn đám người, không giận mà tự uy. Nói thật, kiều lộ đối nhà mình nam nhân tướng mạo xuất chúng sớm tại từng ngày sinh hoạt hàng ngày bên trong miễn dịch, nhưng là bây giờ, lúc này nơi đây đứng tại dưới khán đài nhìn qua hắn, trong thoáng chốc mới phát hiện, rút đi ngay ngô hắn mị lực mười phần. So với lúc tuổi còn trẻ, ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, rộng lớn lưng eo, hai chân thon dài, dáng người anh Tuấn mà Tuấn khí, hắn hăng hái, phong độ bất phàm, quay đầu, mới phát hiện dưới đài tiểu cô nương con mắt đều nhìn thẳng, trầm thấp cười hai lần, nhìn về phía trong ngực rất đáng yêu yêu chính phun bong bóng nữ nhi, treo đùa mấy phen, xoái ba ba là của ta, ta một người, đúng không tiếu tiếu, cái gì? Vậy cái này nhiều không ổn định, ai biết ngày nào lão bản nhìn ngươi không vừa mắt đem ngươi khai trừ, lão công nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại không có mới khát vọng đạt được công việc lúc kích động, đúng vậy a. À ta liền nghĩ an an ổn ổn kiếm miếng cơm ăn cũng không muốn nơm nớp lo sợ không biết được ngày nào bị khai trừ nào đó nam nhân trẻ tuổi nhã rảnh nói từ hải châu mỉm cười lắc đầu nói nói quá lời chúng ta nhà máy sẽ không vô duyên vô cớ khai trừ nhân viên nếu quả thật đến khai trừ tình trạng nhất định là hắn nghiêm trọng làm trái quy định lại trên thực tế an tiếu nhà máy trang phục sơ kỳ cũng không cần hồng tin nhà máy trang phục nhiều như vậy nhân viên nhà máy vừa cất bước không có tiếp vào đơn đặt hàng, hiện tại chỉ dựa vào tử chuồng chuồng hai nhà tử chuồng chuồng cửa hàng chống đỡ, có thể hay không kiếm được nhân viên tiền lương đều không nhất định, lại thêm các loại thiết bị tài liệu chọn mua, chỗ tiêu tiền còn nhiều nữa. Cặp vợ chồng thương lượng về sau, quyết định trước từ hồng tinh nhà máy trang phục lão công nhân bên trong chọn lựa một đợt tay chân chịu khó công nhân, đại khái 20 người, kiếm được tiền sau này hãy nói khuếch trương chiêu sự tình, mọi người miệng ngại thể chính trực, miệng thảo luận lấy không hợp lý hành động bên trên nhưng lại là một chuyện khác. Thông báo tuyển dụng hoạt động hừng hực khí thế đang tiến hành, bởi vì kiều lộ tùy thời cần đến trong văn phòng cất dấu hài tử cho bú, không tiện một mực hầu ở từ Hải Châu bên người, chuyện tuyển mộ liền toàn quyền giao cho mặt khác ba vị cổ đông. Du phồn là cái vung tay trưởng quỹ, chỉ cần là từ Hải Châu mấy cái cổ đông quyết định sự tình, nàng trên cơ bản đều đồng ý, tùy tính tính cách không khỏi làm người nghĩ, nàng đầu tư an tiếu, đến cùng là muốn kiếm tiền đâu vẫn là trọng tại tham dự, hiện tại xem ra, đại khái là cái sau, có tiền chính là tùy hứng, không khỏi làm người càng thêm hiếu kỳ nàng kia có tiền cản thành phố bằng hữu, đến cùng lai lịch gì. Từ 7 giờ sáng vẫn bận sống đến 11 giờ, cuối cùng đưa ra một chút thời gian, mang vợ con còn có mấy vị cổ đông lân cận tìm nhà nhà hàng ăn cơm trưa, cuối tuần bằng hữu của ta có rảnh, để hắn mời các ngươi ăn bữa cơm đi, thuận tiện giới thiệu cho các ngươi nhận biết, sau bữa ăn, Du Phồn nhất lên muốn dẫn mấy vị hợp tác đồng bạn gặp nàng kia thần bí cảng thành phố bằng hữu. Nàng hững hờ mở miệng nói, hắn rất có tiền cũng rất có nhân mạch, nói không chừng có thể cho ta nhà máy giới thiệu mấy cái đơn đặt hàng, ta nếu là đem hắn hống vui vẻ, cho mấy cái đơn đặt hàng lớn cũng nói không chừng đấy chứ. Trợ giúp từ Hải Châu chính là trợ giúp mình, Du Phùng đương nhiên sẽ không lưu chỗ trống cho an tiếu nhà máy trang phục kéo đơn đặt hàng, hắn cũng là làm trang phục sinh ý. Từ Hải Châu hỏi, không phải. Du Phồn lắc đầu, tay nâng cái cầm hồi ức, bọn hắn gia đại nghiệp đại, giống như cái gì ngành nghề đều dính điểm quan hệ, chủ yếu làm bất động sản đi, ngươi chỉ cần biết hắn rất có tiền liền đúng rồi, bất động sản đại lão. Cảng thành phố bất động sản đại lão, tha thứ kiến thức rộng rãi kiều lộ cũng nhịn không được quá sợ hãi, cảng thành phố làm bất động sản sinh ý lão bản, kia đều không gọi đại lão, gọi là cự lão. Thuộc về kim tự tháp đỉnh người. 8A thập niên 90, là cảng thành phố kinh tế bồng bột phát triển thịnh vượng nhất mấy năm, bất động sản đại nhiệt, giá phòng cao đến không hợp thói thường, làm dòng này sinh ý trừ có tiền, còn phải có nhân mạch, có quan hệ, có bối cảnh, tóm lại, là cái cự lão liền đúng rồi. Trên dưới giò xét du phồn, kiều lộ bắt đầu hoài nghi nàng chẳng lẽ giống đại tạp viện ngoại viện triệu quỳ hoa đồng dạng, phụ thân trước kia lén qua đến cảng thành phố, làm ăn làm giàu sau đó vụn trộn giúp đỡ lưu tại đại lục nữ nhi cùng lão bà, rất khó không khiến người ta hoài nghi a. À. Buổi chiều, đến đây nhận lời mời người so sánh với buổi trưa thiếu 2 phần 3, hàng xóm cũ nhóm cũng nghe hỏi nhau nhau chạy đến, a, à, là thật, thật sự là cái đôi này. Hai vợ chồng ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, cười nói, là các ngươi A, à. nhanh tiến lên, kiều lộ A. À. Kiều lộ ai? À. Các ngươi hai lỗ hổng nói làm liền làm, thật khai phục trang xưởng à nha nhăn nhăn nhó nhó ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi không ai dám cái thứ nhất đi vào văn phòng quái câu nệ cùng nhau đi tới thẳng đến trông thấy an tiếu nhà máy trang phục năm chữ to thời điểm mọi người mới thật xác nhận hãng này thật sự là kiều lộ cặp vợ chồng mở đúng vậy a à, mọi người tất cả vào đi bên ngoài quái nóng tiến đến hóng hóng gió phiến công việc lâu lầu một tây bắt cửa tiến đến chính là mấy vị cổ đông văn phòng thu thập ra tới hai gian phòng từ hải châu hai vợ chồng một gian du phồn cùng Lý Hồng Quân một gian, một gian đại khái 10 mét vuông không đến dáng vẻ. Văn phòng sớm quét dọn quá, coi như sạch sẽ, kiều lộ 10 phần có tư tưởng mua hai viên phát tài lỏng đặt ở bàn làm việc hai bên, lại đi hai tay thị trường móc một bộ giá sách, bày ở phía sau bàn làm việc, từ Hải Châu nhìn những cái kia cái gì kinh tế thị trường, các loại lung tung ngổn ngang sách bày tràn đầy một loạt, về sau sẽ càng bày càng nhiều, thẳng đến bày đầy. Tới hình thành so sánh chính là bên ngoài phòng làm việc khu làm việc nhà máy, rất bẩn, rối bời, cỡ lớn trên thiết bị được một lớp tro bụi, chưa kịp cũng không có rảnh tìm người thanh lý, đúng vậy a, à, đến, các vị, tiến đến ngồi. Kiều lộ ôm lấy hài tử không tiện cho các vị hàng xóm bưng băng ghế, chỉ chỉ trước mặt ghế dài, ra hiệu đám người ngồi xuống, đến tám người, trần điền nhà thím cùng ngô quế phương, còn có ngoại viện mấy cái quan hệ tốt thím, mấy vị đều là trợ giúp quá nhà bọn hắn đại công thần, nếu như không có những cái này cần cù phụ các nữ đồng chí, tử chuồng chuồng cũng sẽ không có cao chất lượng ổn định hàng lưu, tự nhiên là muốn đang ngồi khách quý đối đãi đem tiếu tiếu bảo bối đưa cho nàng cha, kiều lộ vì mỗi người đều pha một chén long tỉnh, xuất ra trương nhỏ bên trong sớm chuẩn bị tốt nhỏ bánh bích quy chiêu đãi mọi người, ai nha kiều lão bản, từ lão bản ai, các ngươi thật sự là khách khí nha. Điền gia thiếm kinh sợ, mang theo trêu tức ngữ khí, trần gia thiếm sách âm thanh, nghệ nàng, hắc. Lão Điền, ngươi nói cái gì đó, muốn gọi từ trưởng xưởng, từ lão bản nương, mọi người một hống mà cười, nguyên bản còn sợ hai vợ chồng lo liệu nhà máy, sẽ xem thường lúc trước hàng xóm cũ, kết quả A, à, người ta chẳng những không chê, còn tốt trà hảo thủy chiêu đãi, bầu không khí rất nhanh hoạt lạc, đúng đúng. Điền gia thiếm hư không phải phải mình một vả, từ trưởng xưởng. Lão bản nương ai, hai cái hí tinh đem kiều lộ chọc cười, thổi phù một tiếng, đều là hàng xóm cũ, khách khí cái gì vẫn là giống như trước đồng dạng kêu tên bằng không lộ ra ta nhiều lạnh nhạt giống như vậy thì tốt liền sợ ngươi không vui vẻ đâu kêu tên tốt kêu tên liền lộ ra quen thuộc có thế cùng xưởng trưởng làm bằng hữu trèo bấu víu quan hệ nói ra có nhiều mặt nhi các vị hôm nay tới là có chuyện gì sao mặc dù đại thái có thế đoán được từ hải châu vẫn là hỏi một câu hắn đang ngồi trước bàn làm việc viết mở xưởng sau kế hoạch ví dụ như quét dọn vệ sinh đặt mua làm việc vật dụng mua nhà máy thiết bị. Từng cái liệt ra, mỗi một bút đều là không nhỏ chi tiêu, không có việc gì, nghe nói các ngươi hai lỗ hổng mở cái nhà máy trang phục, hiếu kỳ, đến xem có phải là thật hay không. Ngô Quế Phương cười nói, lại hỏi Kiều Lộ, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi hãng này, muốn chiêu bao nhiêu người, nhìn từ Hải Châu một chút, Kiều Lộ cười nói, phổ công tạm thời định 20 cái, cái khác cương vị chúng ta có yêu cầu cao, cho nên, vậy bây giờ phổ công chiêu bao nhiêu ngô quế phương không kịp chờ đợi hỏi kiều lộ về còn không có định đến rất nhiều người nếu không xong đâu bây giờ còn đang sàng chọn bên trong a à, vậy xem ra ngô quế phương sắc mặt khó xử cùng mấy người tỉ muội hai mặt nhìn nhau đột nhiên không nói lời nào kiều lộ lại hỏi làm sao vậy hẳn là các ngươi cũng muốn đến nhận lời mời công việc bị đoán đúng dứt khoát cũng không bán cái nút trương hồng yến thở dài nhìn về phía từ hải châu cặp vợ chồng hại cũng là không tính chúng ta mấy cái lão thái thái tay chân không lưu loát cũng làm không được các ngươi công việc này chính là đi suốt ngày ngồi tại công vị trước làm việc đối trần thẩm nhi đến nói là có chút không chịu đựng nổi dừng lại thật lâu kiều lộ buồn bực làm sao vậy ngài nói thẳng chính là trương hồng ý nhếch miệng cười giữ chặt nàng tay tinh tế vuốt ve thân thiết hỏi kiều lộ a à, thím chính là muốn hỏi một chút ngươi hãng này mở về sau quế phương bên kia quản lý xưởng nhỏ còn mở không ngô quế phương liền vội vàng tiến lên ứng hòa nàng đúng vậy a à, kiều lộ mùi tử người hãng này mở về sau xưởng nhỏ còn mở sao chúng ta những cái này ở trong nhà không có chuyện làm nội trợ thật vất vả tìm cái nhẹ nhõm tự do công việc thu nhập đi cũng cũng không tệ lắm quái không nở làm như thế hai năm ngô quế phương tiền tiết kiệm có kém không nhiều hơn ngàn nữa nha tình cảm là vì chuyện này đến kỳ thật hai vợ chồng sớm có dự định quay đầu cùng từ hải châu liếc nhau hắn xông nàng khẽ gật đầu kiều lộ lúc này mới cười đem kế hoạch nói cho mọi người kỳ thật vấn đề này ta cùng hải châu thảo luận qua xưởng nhỏ đâu tạm thời không thủ tiêu nhưng là dùng không được nhiều người như vậy tạm thời chỉ để chúng ta nội viện người tiếp đơn ngoại viện cùng cái khác viện tử đồng chí liền từ quế phương cùng trần thẩm nhi ruộng thẩm nhi hai người các ngươi giúp ta chọn một chút đi lại chọn bốn năm cái liền không sai biệt lắm không có máy may không muốn hiệu suất thấp không muốn chất lượng làm công không tốt không muốn mà lại nói xong dừng lại hai giây thái độ bỗng nhiên nghiêm túc ta không cần các ngươi tiếp tục sản xuất hàng loạt ta chỉ cần cầu các ngươi chất lượng chất lượng mọi người hai mặt nhìn nhau lập tức cam đoan chất lượng tốt nói tuyệt đối sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng không địa đạo kiều lộ đối tốt với bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không phải liền là nện chiêu bài của người ta mà từng về sau chúng ta tử chuồn chuồn sẽ khuếch trương, mở một nhà chính thức cửa hàng, ta tạm thời có cái kế hoạch, sẽ chọn một chút đặc biệt kiểu dáng làm định chế hệ liệt, giá cả tại giá thị trường hơn gấp 10 lần, lời còn chưa dứt, trong đám người truyền đến hút không khí âm thanh, gấp 10. Kiều lộ A, à, ngươi, trước ngươi quý nhất y phục, phải có 80 khối tiền đi. Gấp 10, đây chẳng phải là... Trời A, 800, lấy 85 năm mua đến xem, cũng là không cần đến tám trăm, bốn năm trăm liền đầy đủ. Từng. Kiều lộ gật đầu, giải thích nói, tin tưởng đi. Về sau xã hội này, kẻ có tiền sẽ càng ngày càng nhiều. Tám trăm một bộ y phục tính là gì? Tám ngàn, tám vạn đều có người trả tiền. Chậm rãi, từng bước một tới đi. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng ta cũng có thể bán bên trên tám vạn một bộ quần áo. T, tám trăm một kiện y phục, có người tin. Tám vạn. Thôi đi ở đây trừ từ hải châu tin vợ của mình, những người khác nhưng không tin, coi là kiều lộ chính là đang nói đùa đâu. Chẳng qua bất kể nói thế nào, đạt được xưởng nhỏ không cần thủ tiêu tin tức, vẫn là rất cao hứng. Đó chính là nói, chúng ta còn có thế giống như trước đồng dạng, đến nơi nơi này cầm tài năng, làm nghề phụ. Đúng vậy, còn giống như trước đồng dạng, những năm 80, hàng xóm quan hệ trọng yếu nhất thời đại. Đầu năm nay tin tức đều dựa vào truyền miệng, tại một cái khu vực lẫn vào, hàng xóm tồn tại quyết định ngươi thanh danh, nhưng đừng xem thường hàng xóm quan hệ, chỗ thật tốt, giống mấy vị này thím, có thể giúp ngươi tuyên truyền cửa hàng, tuyên truyền nhà máy, xuất phát từ tâm can đối ngươi tốt, chỗ không tốt, trực tiếp đâm ngươi trái tim, tựa như bạch nhãn lan lý tú tú, hiện tại không cần đến từ Hải Châu ra tay, cho điểm chỗ tốt. Mấy cái thím liền giải quyết cho ngươi rơi, mà lại. Kiều lộ mỉm cười, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, gần từng chữ định chế khoản hàng không cần làm quá nhiều, nhưng thủ công phí cao, một kiện ít nhất cho các ngươi tám nguyên, ấy da da, trong văn phòng, tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Trừ từ Hải Châu cùng Tiếu Tiếu Bảo Bối, Tiếu Tiếu Bảo Bối trợn to hiếu kỳ con mắt, nằm tại ba ba trong ngực, rất muốn xoay người lên, nhìn xem là ai tại hút không khí đâu, thanh âm thật to lớn, còn mang tuần hoàng loại kia, tốt có ý tứ oa. Đáng tiếc vừa mới trăng tròn nàng liền xương cốt đều là mềm, cái đầu nhỏ không nhấc lên nổi, mắt to gấp hồ hồ nháy hai lần, tay nhỏ lay lay dơ lên, muốn sờ ba ba, không có sờ đến, nâng mệt mỏi, rất nhanh lại rụt trở về, chảy nước bọt, đối ba ba lạc lạc cười ngây ngô, từ hải châu bật cười, nắm chặt nữ nhi tay khép tại bên môi hôn lấy hôn để, nữ nhi ngoan thật đáng yêu, thấy thế nào cũng nhìn không đủ, giá cả sự tình các ngươi đừng nói trước ra ngoài, chờ cuối cùng nhân viên đều cố định, ta lại xác định cuối cùng giá cả. Ôi tốt tốt tốt, Đám người vội vàng đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, Kiều Lộ bỗng nhiên nhìn về phía Điền gia thiếm, hỏi: "Đúng, Trụng Thẩm Nhi, nhà ngươi có mua máy may dự định sao?" "Nếu như không có." "Có có." Điền gia thiếm nghe nửa câu liền hiểu được Kiều Lộ ý tứ trong lời nói, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, lại không mua máy may, ta cái kia có ý tốt làm ngươi kia chết quý cái gì định chế quần áo, mua mua, ta chờ một lúc, buổi chiều Nhi tử ta trở về, liền để hắn mua trước mắt lợi ích nơi nào so ra mà vượt về sau lợi ích máy may đắt đi nữa cái này tám khối tiền thủ công phí một hai tháng liền kiếm về tới rồi cái gì nhẹ cái gì nặng nàng hiểu được đấy đối thím còn có chính là nếu như có nhận biết bên ngoài bán quần áo bán lẻ tiểu thương làm phiền các ngươi cho bọn hắn chúng ta an tiếu nhà máy trang phục nha nếu tới đơn đặt hàng để bọn hắn báo tên của các ngươi ta cho các ngươi trích phần trăm mừng rỡ như điên đều không đủ lấy miêu tả các vị nội tâm kích động, tốt tốt tốt. Ta khẳng định gặp người liền đẩy, ta cũng cho ngươi đẩy, xế chiều đi trường học tiếp nhi tử ta, ta còn cùng khác gia trưởng đẩy, ta đi chợ nông dân mua thức ăn, mỗi cái bán món ăn ta đều cho bọn hắn đẩy, ta cũng đẩy. Ta thấy một cái bắt một cái đẩy, nhiệt tình như lửa, thẳng đem kiều lộ chọc cho dở khóc dở cười. Hai ngày sau, từ Hải Châu làm cái banh động toàn trường đại thủ bút quyết định, Tất cả trước đó tại Hồng Tinh nhà máy trang phục, không có cầm tới tiền lương lão công nhân, đều có thể báo danh tham gia chúng ta an tiếu nhà máy trang phục thanh lý lao động, quét dọn vệ sinh một ngày một khối năm, hạn lúc ba ngày, quá thời hạn không đợi. Từ Hải Châu nghe qua, trước đó Hồng Tinh nhà máy trang phục bị thiếu tiền lương nhân viên đều chiếm được một tấm phiếu nợ, có thể lên bên cạnh lãnh đạo đều chạy, phiếu nợ lấy ra còn không phải giấy lộn một tấm, có cầm máy chống đỡ tiền lương có cầm miếng vải liệu cùng thợ may chống đỡ tiền lương, nhưng vẫn là có một phần nhỏ là cái gì cũng không có được trung thực công chức. Cái này hoạt động chính là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị, cầm lên hồng tinh nhà máy trang phục mở tiền lương phiếu nợ, có thể tới báo danh, một khối ngày mồng một tháng năm trời, liền quét dọn cái vệ sinh. Thật không thấp đâu, ta ta ta, ta báo danh, tâm động không bằng hành động, đám người chen chút mà tới, không có phiếu nợ cũng hỏi từ Hải Châu có thế không thể gia nhập, Tiền thiếu điểm không có vấn đề, bao nhiêu cho điểm. Cuối cùng lão công nhân báo danh có 21, trở ngại khu xưởng diện tích thực sự lớn, gian phòng cũng nhiều, dứt khoát lấy một nguyên giá cả lại nhiều chiêu 10 cái. Hồng Tinh Quốc doanh nhà máy trang phục lịch sử 10 phần lâu đời, gần như tại dân quốc thời kỳ liền xây dựng. Kiến quốc trước chính là một nhà dệt nhiễm xưởng, kiến quốc sau cải chế thành Lê An thành phố thuộc xí nghiệp, một cho tới hôm nay phá sản, có thể nói cổ xưa. Phòng ở cũ mau bệnh nhiều vệ sinh thanh lý lên cũng càng không dễ dàng, nhất là góc tường các nơi, mốc meo A, ẩm ướt A, cái bóng lâu thể, phía sau đất trống mọc đầy cỏ xỉ rêu, ném đầy rác rưởi, ngưng kết thành một mảng lớn màu đen vết bẩn, chuyên môn chọn 10 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, thêm ra mỗi người một khối tiền đem khối này buồn nôn địa phương dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì là có thù lao thanh lý vệ sinh, mọi người không phụ sự mong đợi của mọi người. Từng cái góc đều cho từ Hải Châu thanh lý sạch sẽ không lưu một điểm vết bẩn, cuối cùng lưu lại tám vị đồng chí, một ngày hai khối tiền tiền lương, đem bức tường một lần nữa quét vôi một lần sơn trắng, cái này vệ sinh vấn đề mới tính triệt để kết thúc, toàn bộ xử lý xong hoa gần sáu ngày thời gian. Từ Hải Châu làm cái này không kiếm tiền ngược lại bồi thường tiền quét dọn hoạt động là vì làm từ thiện sao? Không, từ Hải Châu là thương nhân, xưa nay không làm bồi thường tiền mua bán, trừ kiều lộ, rất nhiều người biểu thị không hiểu. Hẳn đến thanh lý hoạt động kết thúc về sau, mọi người phát hiện, thành nam đã không ai không biết an tiếu nhà máy trang phục đại danh về sau, mới hiểu được từ hải châu dụng tâm lương khổ. Diệu A Diệu Ư, còn phải là thương nhân đầu óc linh hoạt, an tiếu nhà máy trang phục tân nhiệm xưởng trưởng khen ngợi như nước thủy triều, rất nhanh thanh danh truyền đi, thành nam phạm vi cư dân đều biết nguyên hồng tinh nhà máy trang phục đóng cửa, hiện tại có cái mới mở nhà máy trang phục gọi an tiếu, mở tại hồng tinh nhà máy trang phục vị trí xưởng trưởng làm người phúc hậu, trọng yếu nhất chính là, xưởng trưởng cũng là tử chuồn chuồn lão bản, nhưng làm nhiệt huyết bành trướng tuổi trẻ quần thể cao hứng xấu, không nghĩ tới mình thường xuyên xuyên tử chuồn chuồn, thế mà là an tiếu nhà máy trang phục xưởng trưởng. Cái này sống duy trì không lỗ, lại có chút người trẻ tuổi phụ mẫu trước kia là tại Hồng Tinh nhà máy trang phục đi làm lão công nhân, từ Hải Châu cho cha mẹ của bọn hắn cung cấp lại có nghiệp cơ hội, thực sự quá thêm điểm, trực tiếp biến thành tử chuồn chuồn chân ái phấn về sau mua quần áo chỉ mua nhà bọn hắn, mà lại hiện tại tử chuồng chuồng tự sản từ tiêu, chất lượng giống như trước đồng dạng có bảo hộ, cũng bởi vì có công ty trực tiếp cung ứng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đoạn hàng tình huống. Nhà máy treo biển hành nghề thứ nhất tuần qua đi, không nghĩ tới dẫn đầu thanh danh đánh trước vang, bên này nhà máy còn không có khởi công đâu, bên kia tử chuồng chuồng cửa hàng ít lợi trực tiếp gia tăng ba lần, từ Hải Châu cặp vợ chồng bén nhạy ngửi cơ hội buôn bán vì cảm tạ sự duy trì của mọi người cũng vì tốt hơn kích thích tiêu phí, nhân lúc còn nóng độ lại là một đợt marketing hoạt động, trực tiếp muốn hướng bốn lần xong. Ha 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 ha, sướng chết sướng chết. Hải châu A, chị dâu A, ta cảm thấy ta năm nay lại có thể tích lũy đủ trang trí tiền A ha ha ha, phốt, đáng thương Lý Hồng Quân, trong mong một năm phòng ở đến bây giờ còn không có bắt đầu trang trí, cũng không biết A. Năm nay có thể hay không như hắn nguyện đâu.